Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Radio Đêm Thu Huệ rất vui lại được gặp lại các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Các bạn thân mến, để lắng nghe những bộ chuyện hay và hấp dẫn sẽ được phát sóng hàng ngày trên kênh Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những bộ chuyện mới nhé Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe chuyện nhé Cảm ơn các bạn, chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ <laughs> những người bạc mệnh lại cứ nghĩ mình là hồng nhan. Câu nói đó rất đúng cho cuộc đời của tôi các chị ạ. À. Hôm nay tôi xin kể cho mọi người nghe về cuộc đời tôi, sau 10 năm vất vả, tôi mới tìm được một bến đỗ yên bình dành cho mình. Tôi là Hồng, quê ở tỉnh Gia Thanh Hóa. Thời còn đi học, theo mọi người nhận xét, tôi là một cô gái ngoan, người cao giáo và cũng khá xinh xắn, là hoa khôi của trường lúc đó. Nhiều bạn nam theo đuổi lắm nhưng tôi không hề thích ai cả. Vì mẫu bạn trai của tôi là phải lớn hơn tôi vài tuổi và phải rất chín chắn. Chứ không phải là mấy bạn cùng tuổi trẻ nghé đâu nhé. Tôi lại học rất giỏi nên ba mẹ tôi rất vui. Đi đâu họ cũng tự hào về tôi lắm. Chính vì thế mà mãi tới năm 18 tuổi tôi mới có mối tình đầu và người đó hơn tôi 20 tuổi. Tôi gặp anh rất tình cờ trên đường đi học về. Hôm đó xe của tôi bị hư giữa đường, anh đi ngang qua Thấy tôi đang sắt bộ Anh mới dừng lại hỏi Và sửa xe giúp tôi Tuy anh hơn tôi những 20 tuổi Nhưng anh nhìn khá trẻ Lại ăn nói có duyên Nên tôi lại cảm thấy có cảm tình Và cho anh số điện thoại của mình ngay sau đó Từ hôm đó Ngày nào anh cũng nhắn tin Gọi điện cho tôi Quan tâm tôi Chiều anh lại tới chờ tôi ở cổng trường Để đưa tôi đi ăn kem Đi ăn vặt Và anh còn hay mua quần áo tặng tôi nữa Dần dần tôi đã yêu anh từ lúc nào mà không hay khi tôi bắt đầu tìm hiểu về thân thế của người yêu Anh đã 38 tuổi Chắc chắn là anh đã có gia đình rồi Tôi hỏi anh thì anh nói Anh có vợ và hai đứa con rồi Nhưng cuộc hôn nhân không hạnh phúc Hiện tại hai người đang ly thân Vợ anh đã đưa một đứa con về nhà ngoại Còn đứa lớn ở với anh Tôi đã tới tận nhà Đúng là vợ anh đã về nhà ngoại thật Tôi hỏi đứa con lớn của anh là Mẹ con có hay về thăm con không Nó trả lời rằng Mẹ con bận lắm cả tháng không về thăm con lần nào Và mẹ con đi nước ngoài rồi Mẹ bỏ con rồi Nghe câu nói đó Tôi thấy thương nó vô cùng Trong lòng tôi muốn làm mẹ của nó Và chăm sóc cho nó Và vì yêu mù quáng tôi đã trao hết cho anh Chúng tôi yêu nhau được hơn một tháng Chiều tôi đi học về Tôi lại tới nhà nấu cơm cho hai bố con anh Và giặt rũ, thu dọn Vì anh là đàn ông Nên không đảm đang như phụ nữ được lúc đó tôi hạnh phúc lắm và tôi xác định tốt nghiệp xong thì tôi sẽ lấy anh và chăm sóc cho anh và con tôi cảm thấy anh và con chính là cuộc đời của tôi vậy anh nói vì tôi đang học nên anh không muốn tôi bị ảnh hưởng và sau mỗi lần quan hệ anh lại mua cho tôi một viên thuốc tránh thai khẩn cấp để uống nhưng một lần anh quên không mua anh dặn tôi lúc nào về thì tạt vào hiệu thuốc mua thuốc uống nhưng tôi lại quên mất luôn về nhà tôi mới nhớ ra tôi lười đi Thế là tôi tặc lưỡi Mỗi lần này chắc là không dính đâu Thế nhưng tôi lại dính ngay lần đó Tôi chậm kinh một tháng Tôi cũng không để ý đâu Nhưng mẹ tôi tin lắm Bà hỏi Hồng Sao tháng này mày chưa bị à Tôi còn hồn nhiên trả lời Con chưa Lần trước mày bị hôm 24 Mà sao chậm gần tháng rưỡi Hay mày Tôi nghệt mặt ra Ừ nhỉ Mình chậm hơn tháng rồi sao Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi. "Mày hay là mày chửa với thằng nào rồi hả?" Rồi mẹ tôi lao vào, tốc áo tôi lên để nhìn ngực của tôi. Đúng là ngực của tôi có hơi đau và to hơn trước. Rồi mẹ tôi lôi cổ tôi đi khám. Kết quả, tôi có thai 6 tuần. Mẹ tôi lồng lộn lên, cho tôi mấy cái bạt tai luôn tại phòng khám. Lập tức mẹ tôi yêu cầu bác sĩ phá thai cho tôi luôn, nhưng tôi nhất định không đồng ý. Tôi khóc lóc quỳ xuống xin mẹ tôi mẹ tôi thì cứ túm tóc tôi tát liên tiếp bác sĩ sợ quá lôi hai mẹ con tôi ra ngoài và đóng cửa lại ở ngoài đường mẹ tôi lại tiếp tục đánh tôi tôi hoảng sợ và bỏ chạy thật nhanh đêm đó tôi tới nhà tìm anh và thông báo về cái thai anh nghe xong không những không vui mà còn tỏ ra rất khó chịu sao lại dính được chứ lần nào xong cũng uống thuốc cơ mà em phải làm sao bây giờ anh em không dám về nhà đâu mẹ đánh chết em mất anh nhìn mẹ em đánh em bầm dập luôn đây này anh nhăn chán thế lần trước anh quên không mua thuốc anh bảo em về mua uống em có mua không đấy à lần đó tại em quên anh ta quát tôi trời ơi có mỗi việc đó mà cũng quên rồi thì tự chịu đi tôi khá sốc trước thái độ của người yêu nhưng vẫn cố năn nỉ thôi thì lỡ rồi vậy mình lấy nhau đi sớm hơn dự định một chút thôi mà anh em không muốn bỏ con đâu anh tội nghiệp nó lắm. Nhưng giờ anh chưa ly hôn thì lấy em làm sao được? Giờ chỉ còn cách phá thai thôi, anh sẽ đưa tiền cho em, đi tìm phòng khám mà giải quyết cho xong đi, càng nhanh càng tốt. Tôi khóc lóc mãi, năn nỉ mãi mà anh vẫn không chịu lấy tôi. Tới gần sáng, anh ta đưa tôi 2 triệu và lôi tôi ra cửa. Em về đi, đi tìm phòng khám giải quyết đi, giải quyết xong thì hãy đến tìm anh. Còn không thì em tự chịu và đừng bao giờ gặp lại anh nữa. Tôi đau đớn lắm Và mối tình đầu của tôi tan vỡ như vậy đó Tôi lững thững đi bộ về nhà Đoạn đường về tôi suy nghĩ nhiều lắm Giờ mà bỏ con thì có lỗi với con Mà hiện tại tôi đang ôn thi tốt nghiệp lớp 12 nữa Tôi đến trường kiểu gì đây Sửa tai tiếng cô hoa khôi chửa hoang Tôi sẽ không sống nổi mất Tôi quyết định về Sẽ thu dọn mấy bộ quần áo Rồi lấy trộm của mẹ ít tiền Tôi sẽ bỏ đi nơi khác sống Và sinh con một mình Đầu óc tôi lúc này chỉ nghĩ được thế thôi Tôi về nhà đã thấy mẹ chờ ở sân Con đi ấy kia Đi đâu mà giờ mới về hả Con đi tìm bạn của con Mẹ tôi chợt hả giọng Cái thằng đó là thằng nào Mày mau bảo nó tới đây Nói chuyện với tao Rồi tao cho cưới nhau 18 tuổi rồi lấy chồng cũng được Tao sợ mày quá rồi đấy Tôi bật khóc nước nở Nhưng giờ anh ấy lại không muốn cưới con bây giờ mẹ ạ à? Mày thấy chưa Mày còn tin vào bọn đàn ông nữa không Mày sáng mắt ra chưa hả con ngu Giờ thì chỉ còn cách phá thai rồi làm lại cuộc đời thôi Mày không nghe tao Tao giết mày Tôi nghĩ sẽ giả vờ đồng ý Rồi tìm cách trốn đi đã Vâng giờ con nghe mẹ Chiều rồi mẹ con mình đi nhá Giờ con mệt lắm Con nằm nghỉ một lúc đã Mẹ tôi không nói gì nữa Ừ Coi như là bài học xương máu cho mày Từ nay về sau phải tỉnh táo biết chưa Vâng Tôi vào giường nằm để chờ mẹ tôi ra ngoài Tôi lấy trộm tiền của mẹ Rồi trốn đi Mẹ tôi xắt cái xe đạp ra cổng Để ra đồng Làm sao Thì một đám người ở đâu phi xe máy tới Khoảng 20 người phụ nữ Hầm hầm tức giận Đây là nhà con Hồng có đúng không Mẹ tôi ngơ ngác Đúng rồi tôi là mẹ của Hồng đây Mọi người tìm nó có việc gì không Bà gọi nó ra đây tôi bảo đây Nhanh lên Mẹ tôi linh cảm thấy điều không tốt sắp xảy ra với tôi Nên bản năng của người mẹ luôn che chở cho con Bà nói lớn lên để tôi ở trong nghe thấy mà trốn đi Mấy người tìm con Hồng có chuyện gì không? Nó qua nhà bạn nó ở ngoài Thọ Sơn Ôn thi từ hôm qua rồi Nó không có ở nhà đâu Tôi nghe thấy tiếng mẹ Thì ngồi dậy ngó ra Sao đông người tới tìm mình thế nhỉ? Mình phải ra xem sao Tôi quyết định ra Vì tôi sợ họ sẽ làm gì mẹ tôi Nên tôi không yên tâm vừa đi ra, bọn họ đã hét lên. "Kia, nó kia rồi, con cướp chồng người khác kia rồi." Lập tức, mấy người phụ nữ xông vào, túm tóc, đấm đá tôi túi bụi, khiến tôi không kịp chạy nữa. Họ vừa đấm đá tôi vừa chửi rủa không ngừng. "Này thì cướp chồng này, mày cũng to gan lớn mật đấy nhỉ?" Mẹ tôi thì bị mấy người kia giữ lại, không cho bà cứu tôi. Bà cứ gào khóc van lạy bọn họ, tha cho tôi, nhưng bọn họ không dừng tay và cứ đấm đá tôi liên tiếp. Bên hàng xóm thấy ẩm ý Mới chạy sang hô hoán mọi người sang nữa Lúc đó tôi mới được giải thoát Một người túm tóc tôi Nhến răng nhến lợi Tao mới đi có 3 tháng Thế mà mày ở nhà cặp với chồng tao à Tao cảnh cáo mày Để tao biết một lần nữa Tao giết mày đấy Danh con học không chịu học Đi cặp kè với bọn đàn ông có vợ à Cả xóm náo loạn hết cả lên Vì ở làng tôi Đây là vụ đánh ghen đầu tiên Và đứa đánh ghen lại còn đang đi học Tôi bị đánh bầm dập khắp người Không đi nổi Mẹ tôi dìu tôi vào nằm Rồi bà mua thuốc cho tôi Bà khóc Sao tao nhục nhã thế này chứ Mày yêu ai không yêu Là yêu người đã có vợ rồi Sao mày giải thế hả con Giờ dân làng đồn ầm lên Tao biết phải làm sao đây Tôi chỉ biết khóc thôi Hóa ra là anh ta nói dối tôi Anh ta và vợ sống rất hạnh phúc Mẹ vợ anh ta bị bệnh nặng Và đi Hàn Quốc chữa bệnh Nên vợ anh ta mới đưa bà đi anh ta ở nhà chán quá nên đi chim chuột Với cái tính lăng nhăng Thì ngày trước vợ anh ta cũng đi đánh ghen một lần rồi Và giờ lại đến lượt tôi Do tôi ngu không tìm hiểu kỹ Để đến nông nỗi này Tôi thật sự rất ân hận Tôi không thể chịu đựng thêm nữa Tôi sẽ nghe lời của mẹ tôi Chờ mấy hôm nữa mà tôi hết sưng Tôi sẽ đi theo mẹ phá thai Và làm lại cuộc đời Tôi còn trẻ mà Tôi còn bao nhiêu dự định Không thể vì anh ta mà làm khổ mình thêm được nữa Hôm đó mẹ nấu cháo cho tôi ăn Và động viên tôi rất nhiều Cũng may là có mẹ ở bên cạnh Nếu không tôi không biết phải vượt qua Cú sốc này thế nào nữa Nhưng đêm đó Bụng tôi đau dữ rồi Tuy ra gọi mẹ Mẹ ơi con đau bụng quá Sao thế để tao chở mày ra phòng khám Tôi đi theo mẹ ra cổng Thì thấy ổng ra máu Chảy xuống chân Mẹ tôi hoảng quá Chết rồi mày bị sao thế này Hay bị sảy thai rồi Mẹ tôi chở tôi thật nhanh Đến phòng khám Và được bác sĩ cho biết là tôi đã xảy thai rồi Và kê đơn thuốc cho tôi uống Về nhà mẹ tôi bảo Thôi nghỉ đi Đừng nghĩ ngợi gì nữa Bỏ hết đi mà làm người Nhưng ở quê nó lạc hậu và cổ hủ lắm Dân làng ai cũng biết chuyện Tôi cặp bồ và bị vợ người ta đánh Thật sự tôi cảm thấy rất mệt mỏi Mấy ngày hôm nay tôi không dám ra ngoài đường Cũng không dám đi học Cả ngày cứ nằm ở trong buồng Không thò mặt đi đâu hết tai tiếng ầm làng lên ở quê tôi từ rất lâu rồi không có vụ đánh ghen nào cả giờ có là người ta đồn thổi rất nhiều nhiều người còn nói không đúng sự thật nữa họ đâu biết rằng tôi cũng chính là nạn nhân trong vụ này và chính tôi đã phải trả cái giá quá đắt quá đau đớn cả về tâm hồn lẫn thể xác cả ngày tôi cứ nằm ở trong buồng mẹ sợ tôi nghĩ quẩn nên cũng ở nhà để động viên tôi còn bố tôi ông đang làm thợ xây theo công trình trên thành phố chả hiểu ở làng ai nói đến tai của ông ấy ông ấy vốn rất nghiêm khắc và cực kỳ xa trưởng nên sau khi biết tin ông vô cùng tức giận ông xin nghỉ vài hôm để về dạy dỗ tôi thấy bố tôi về mẹ tôi lo lắm vì bà biết tính của ông mà ơ ờ, mình mới về à em tưởng cuối tháng mình mới về cơ tôi không về để mẹ con bà ở nhà bố cho chắc chấu vào mặt tôi có đúng không con hồng đâu bà gọi nó ra đây tôi bảo con Hồng nó đang bị ốm Để tôi dọn cơm cho mình ăn nhé Không cơm nước gì hết Gọi con Hồng ra Tôi nằm ở trong Nghe rõ từng lời bố tôi nói Tôi biết bố đang rất tức giận Nhưng tôi không thể trốn tránh mãi được Vậy thì chỉ còn một cách là đối mặt với mọi chuyện mà thôi Tôi ngồi dậy và đi ra chào bố Bố mới về ạ à? Con danh này Ngay lập tức bố tôi chạy lại Cầm cái gậy ở góc nhà Lao vào đập tôi mấy phát liền Mẹ tôi lao vào ôm lấy tôi Và hét lên Hồng mau chạy đi Mẹ tôi lao vào ôm lấy bố tôi Và hét lên Hồng mau chạy đi chạy đi Tôi bị đánh đau quá choáng quá không biết gì nữa Con muốn chạy cũng không thể chạy nổi Vì những cái vụt trời dáng của bố tôi Nhà bên cạnh thấy mẹ tôi la hét ẩm ĩ lên Họ mới chạy sang giữ lấy bố tôi Và vứt cái gậy đi Nhưng cũng quá muộn rồi Cái chân của tôi không còn chút cảm giác gì nữa sau vụ bị bố tôi đánh gãy chân tay trái cũng bị chật mẹ đưa tôi ra viện và tôi được bó bột tôi bị bố đánh ra nông nỗi đó nhưng bố tôi không một chút động lòng ông cũng không vào viện thăm tôi lấy một lần một mình tôi nằm ở viện chiều tối mẹ tôi mới vào với tôi sáng sớm mẹ mua đồ cho tôi xong mẹ tôi về nhà ban ngày có đứa bạn học cũng đến chăm sóc cho tôi vết thương cũ chưa qua thì vết thương mới lại tới tôi bị trầm cảm nặng tôi không có nổi một giấc ngủ ngon cứ nhắm mắt vào là tôi lại thấy cảnh tượng tôi bị rất nhiều người đuổi đánh và tôi cứ bỏ chạy trong tuyệt vọng tôi giật mình tỉnh giấc trong sợ hãi nước mắt chảy đầm đìa mẹ tôi mượn cho tôi một cái xe lăn hàng ngày tôi vẫn tự đẩy ra hành lang ngồi ngóng ra cổng đợi mẹ vì mẹ tôi ban ngày phải đi làm để kiếm tiền đóng tiền viện phí cho tôi vì bố tôi tuyên bố con hồng đã chết rồi nó không phải là con của tao Hôm nay vẫn như mọi khi Tôi lại đẩy xe lăn ra ngoài hành lang hóng mẹ Gió nhẹ Tôi thấy người mình nóng bừng bừng Tôi ngẩng lên nhìn ra phía cổng Thấy rất nhiều người đang đi tới Họ nhìn tôi tức giận Tôi hoảng quá người run bần bật Muốn bỏ chạy thật nhanh Nhưng hai chân tôi cứ cứng đờ ra Tôi la hét ở Mỹ lên Xin đừng đánh tôi Mẹ ơi cứu con với Mẹ ơi Đám người đó cứ tiến gần lại tôi Tôi cảm thấy không thể chịu đựng được thêm nữa Cô vùng vẫy trong tuyệt vọng Đột nhiên có đôi bàn tay giữ chặt lấy tôi Này cô bé Cháu bị làm sao thế Tôi mới bừng tỉnh Mặt tái mét Mồ hôi đầm đìa Xung quanh tôi đâu thấy đám người nào cả đâu Chỉ có một người đàn ông Trung tuổi Chắc tầm hơn 40 tuổi Nhìn tôi với ánh mắt lo lắng Cháu không khỏe à Có cần chú gọi bác sĩ tới không Tôi lắc đầu Cháu không sao, cảm ơn chú Chú nở đụ cười tươi Cho dù có chuyện gì cháu hãy luôn mỉm cười và mạnh mẽ vượt qua nhé ở trên đời này có rất nhiều số phận khắc nghiệt hơn chúng ta nhiều những ngày sau đó tôi không gặp lại chú nữa rồi cũng tới ngày tôi được ra viện tiền viện phí là mẹ tôi đi làm cật lực và vay mượn thêm để trả tôi thấy thương mẹ lắm tôi đã thề rằng nhất định tôi sẽ đi làm kiếm tiền để phụ giúp cho mẹ vì tôi mẹ đã khổ quá nhiều rồi mẹ tôi bảo tôi tiếp tục đi học nhưng tôi không đi Tôi nghĩ tôi không cần phải học nữa Với lại sợ đi học tôi thấy xấu hổ lắm Nhân lúc bố tôi đi làm xa Tôi xin phép mẹ tôi cho tôi lên thành phố làm Tôi gọi cho con Huệ Nó là bạn học cùng tôi Nhưng nó học hết cấp 2 Nó nghỉ lên thành phố làm từ đó tới giờ rồi Tôi nhờ nó xin việc hộ Nó cũng nghe chuyện của tôi rồi Nên nó đồng ý Trước khi đi Mẹ vay tạm bên nhà hàng xóm Cho tôi 2 triệu để tôi lấy tiền đi Mẹ khóc và dặn dò tôi nhiều thứ lắm Lần này nhất định tôi sẽ không để mẹ Phải khổ vì tôi thêm một lần nào nữa Ngồi xe buýt hơn một tiếng Tôi đã có mặt ở thành phố Con Huệ ra đón tôi về nhà trọ Mày mệt không? Đi tắm đi rồi vào ăn cơm Ờ, ta cũng hơi mệt Tắm đi, ta mua nửa con gà luộc đấy Chào mừng mày đến với đội của tao nhé Ăn sang thế cơ à? Mà bao giờ thì tao đi làm được? Tao hỏi sếp tao rồi Sáng mai mày đi làm luôn cùng tao nhé Ta với mày làm chung luôn Thích quá Ta cảm ơn mày nhiều nhá Ơn mấy Huệ cái gì Lên đây làm rồi Quên hết chuyện cũ đi nhá Ăn cơm xong hai đứa nằm tâm sự cả đêm Mãi gần sáng mới ngủ Sáng dậy nó chở tôi tới siêu thị chỗ nó làm Trời ơi Siêu thị to quá trời luôn ấy Sao ở thành phố Cái gì cũng to vậy mày ơi Còn Huệ cười như ma làm Mày hỏi vậy á Bố tao sống lại cũng không trả lời mày được Thôi vào đi tôi dẫn qua gặp sếp nó đưa tôi vào phòng của sếp tôi vô cùng ngạc nhiên chú là chú ư chú cũng ngạc nhiên không kém là cháu à cô bé ngồi xe lăn chở mẹ hành lang đúng không con huệ trố mắt kinh ngạc ơ sếp và hồng biết nhau ạ à? chú cười trái đất tròn thật đấy không ngờ lại gặp cháu ở đây thế cháu là bạn của huệ à dạ vâng ạ à. cháu tới đây xin việc ạ à? ok luôn huệ dẫn bạn đến quầy mỹ phẩm cạnh quầy của cháu hướng dẫn bạn làm việc nhé lúc ra ngoài con huệ cứ nhìn tôi này tao không ngờ mày quen cả sếp cơ đấy nhất mày đấy quen biết sếp á à, sẽ không bị ai bắt nạt cả đợt trước tao mới đến bị bọn nó bắt nạt suốt khổ sở lắm đấy tôi chỉ cười cười tôi cũng không nghĩ sẽ được gặp lại chú ở đây trong hoàn cảnh thế này nữa nghĩ cũng thấy vui vui ngày làm việc đầu tiên của tôi khá thuận lợi Công việc chính là tư vấn và bán mỹ phẩm thôi Lại có con Huệ ở bên chỉ bảo Nên tôi thấy việc này cũng tốt Tôi nghĩ tôi sẽ làm được Hết giờ hai đứa lại chở nhau về mua thức ăn Về nấu cơm Con Huệ bảo Chiều nay tao thấy sếp cứ nhìn mày mãi, mãi đấy Hay là sếp có ý gì với mày rồi Con điên Ăn nói linh tinh nó vừa thôi Chú ấy cũng nhiều tuổi rồi Chắc vợ con đàng hoàng rồi Ăn nói cẩn thận vào kẻo vã và lây tao đấy còn Huệ cứ thủ thỉ Sếp năm nay 48 tuổi Vợ sếp mất mấy năm nay rồi Hiện tại sếp đang gà trống nuôi con Mà hai cô con gái cũng học đại học cả rồi Hiện tại sếp đang cô đơn lắm đấy Tôi gạt ngay Thôi tao lại mày đấy Tao bị một lần rồi chưa đủ khổ hay sao Giờ tao dẹp hết chỉ lo kiếm tiền thôi Mà thích ý thì mày tán sếp đi Tao mà xinh đẹp như mày Tao tán sếp từ lâu rồi Hai đứa vừa nấu cơm, vừa trêu nhau cười mãi. Ngày hôm sau đang làm việc thì sếp gọi Huệ vào. Sếp gọi em ạ? À? Ừ, anh hỏi đây, Hồng ở cạnh nhà em à? Vâng ạ. À, nó bị bố nó đánh gãy chân đấy. Bố nó máu lạnh lắm. Chú gật đầu. Bảo sao lúc gặp ở viện thấy Hồng tâm lý bất ổn lắm, chắc Hồng đã phải chịu đựng rất nhiều chuyện đau lòng rồi. Con Huệ ra khoe luôn với tôi. Mày chết nhá, sếp để ý mày rồi đấy. Mày điên vừa thôi để tao còn làm việc Mày không tin thì mày quay lại mà xem Sếp đang nhìn mày đấy Tôi mới quay đầu lại Đúng là ông chú đang nhìn tôi thật Chết thật Ông ta có ý đồ gì với tôi chăng Mấy ngày sau tôi luôn né tránh ánh mắt của ông chú Mà lạ thật Ông ấy rất hay nhìn tôi luôn Tôi đang làm việc mà trột giả nghĩ ở trong đầu Có khi nào ông ta thích mình không nhỉ Y rằng tôi quay đầu lại Thấy ông ta đang nhìn tôi thật Mấy lần làm tôi giật mình luôn. Quầy mỹ phẩm của tôi lại đối diện với văn phòng của ông ta. Ông ta vẫn quan sát mọi thứ qua khung cửa kính đó. Thôi kệ đi, việc tôi cần làm bây giờ là kiếm tiền gửi về cho mẹ. Ông ta thích nhìn thì mặc kệ ông ta, nhìn chán thì thôi. Hết giờ làm mà vẫn chưa thấy ông chú về. Hôm nay tới phiên tôi và Huệ trực nhật nên chúng tôi phải ở lại quét dọn. Còn Huệ gãi đầu. Ông chú của mày vẫn chưa về luôn đấy tôi ẩm ừ chắc chú bận việc ấy mà vừa dọn xong tôi và huệ đi ra cửa thì chú gọi chờ tôi với con huệ quay lại tò mò sếp gọi chúng em ạ ừ đi ăn gì rồi hãng về nhá con huệ nhảy cẫng lên ô dê hôm nay đỡ phải nấu cơm rồi được sếp mời đi ăn tôi chẳng thích tẹo nào cả sếp già rồi đâu có gì mà con huệ có vẻ hứng thú thế nhỉ tôi bảo huệ mày đưa chìa khóa xe cho tao đi rồi mày và chú đi ăn đi Tao mệt, tao muốn về nghỉ Thế là nó dãy như đỉa phải vôi Nhất quyết không đưa chìa khóa xe cho tôi Nó lôi tôi lên xe ô tô của chú bằng được Chú dẫn chúng tôi vào một quán ăn sang trọng Dành cho những người giàu có Thậm chí đồ ăn rất lạ Và tôi chưa từng được ăn bao giờ Nên ăn cũng không thấy ngon Cứ ngồi gầy gầy Còn con Huệ thì ăn rất ngon lành Và cứ khen ngon mãi Tôi cũng kệ chả nói gì Chú hỏi Hồng không thích đồ ăn ở đây à? À không chú Tại cháu không quen ăn những món này Cháu chỉ quen ăn cơm Với rau muống luộc Với mấy quả cà muối là ngon thôi chú ạ à? Còn Huệ bĩu môi Đấy Nó vừa mới lên nên không có quen Vài bữa nữa ăn quen Lại không muốn ăn cơm cà luôn cho mà xem Rồi nó vừa cười vừa bảo Hồng Mày không gọi sếp bằng chú nữa nhá Tất cả mọi người gọi anh hết Riêng mày gọi là chú Nghe cứ sao sao ấy Từ giờ sửa đi Tôi ngại không nói gì nữa Ông chú bảo Sang tuần anh có việc Về tĩnh gia đó Hai em có về thăm nhà không Anh cho về cùng Tiện thể anh muốn ra biển chơi luôn Còn Huệ hưởng ứng nhiệt tình luôn Ok anh sếp à Bọn em sẽ đưa anh sếp Ra biển quê em chơi Mặt tôi buồn thiêu luôn Chú hỏi Hồng em sao thế Không muốn về thăm nhà Tôi buồn bã trả lời Thôi em không về đâu Em mới đi làm được có nửa tháng Còn chưa được lấy lương mà Bao giờ lấy lương em mới về Đơn giản mà Anh sẽ để Hồng lấy lương trước Rồi để Hồng về quê nhá Ai lại thế ạ à? Thôi em không về đâu Con Huệ chẳng đã đỡ được tôi câu nào Nó cứ hùa vào Để tôi đi về quê chứ Bạn mới trả bẻ Chán thế Đi ăn về Nó lại tiếp tục bài ca muôn thủa Xếp Thịnh thích mày rồi đấy Xếp Thịnh để ý mày rồi đấy có khi mày sắp là bà chủ của tao rồi Mày là bà chủ của tao Tôi nghe váng đầu quá Huệ ơi Tao xin mày đấy Mày để tao yên được không Mày làm mẹ của tao rồi đấy Nó cứ cười toe toét Nhưng tao nói thật mà Hai mày thử nghĩ về xếp thịnh xem sao Biết đâu lại nên duyên Tôi thể lúc đó Chỉ muốn đập vào mặt con Huệ Nhưng vì nó tốt với tôi Lại xin việc cho tôi Nên tôi nhẫn nhịn nó Bực mình không thể tả được những ngày sau đó tôi vẫn chăm chỉ làm việc. Theo nhận xét của mọi người thì tôi ngày càng chăm chỉ và ngày càng trắng trẻo, xinh gái hơn. Lại tăng thêm mấy cân nữa. Đến anh quản lý siêu thị cũng phải để mắt tới tôi nữa. Anh ấy tên Thắng, 26 tuổi, đẹp trai phong độ, ăn nói rất hoạt ngôn. Đám nhân viên trong siêu thị mê như điếu đổ, ngoại trừ tôi. Thắng lên la ra chỗ tôi. Hồng ơi, em có người yêu chưa? Tôi bình thản trả lời. Người yêu em thì chưa có Nhưng em có chồng ở quê rồi anh ạ à. Thắng có vẻ buồn buồn Thì con Huệ đốt luôn Con Hồng nó lừa anh đấy Ế chồng mông ra Chứ chồng con gì hả à anh Anh đừng nghe cái mồm của nó Con Huệ đúng là ba que sỏ lá Trước mặt chú Thịnh Nó cứ vun vén tôi với chú ý Còn trước mặt của anh Thắng Nó lại vun vén tôi với anh Thắng Tôi nhìn nó cao có Nhưng nó cứ cười toe toét như con dở ấy Ngày tối hôm đó Khi tôi và con Huệ chuẩn bị đi về anh Thắng chạy theo sau Hai em chờ anh với nào Còn Huệ hớn hở Anh đi đường kia mà Sao lại theo bọn em đi về vậy Thắng gãi đầu Anh đi cùng để biết nhà trọ của hai đứa Tối rảnh thì anh qua chơi Nhất trí không Ok anh luôn Nhà trọ của bọn em gần đây thôi ạ à? Ông chú ngồi trong kia nhìn Thắng đuổi theo bọn tôi Thì mặt có vẻ không hài lòng Tôi thì chẳng bận tâm Kệ con Huệ muốn làm cái gì thì làm sáng hôm sau thắng mua đồ ăn sáng cho tôi hồng ăn đi em em không ăn đâu ạ à? em đang chờ cái huệ đi mua xôi rồi thắng năn nỉ kìa em ăn đi mà anh đã mua rồi em ăn đi cho anh vui lòng chứ tôi còn chưa biết từ chối thế nào thì con huệ về cầm trên tay túi đồ tôi chạy vội ra chỗ của nó mày về rồi à xôi của tao đâu nó cười tươi đây gà hầm của mày ăn đi ngon lắm ơ ờ. Ta bảo mày mua xôi cơ mà Sao mày lại mua gà hầm về làm gì Xếp thị mua cho mày đấy Thôi ăn đi cho nóng mà còn làm việc nữa Thắng nghe vậy Thì mặt ngắn tũn ra Xách túi đồ ăn về Rồi mặt buồn ngồi uống rượu Rồi hai người đàn ông bỗng rất ghét nhau Nhìn nhau cứ hậm hực Tôi thấy lo lo Còn con Huệ thì có vẻ hào hứng lắm Đúng gió chiều nào che chiều ấy Nó thấy tôi lo lắng thì nó bảo Kệ đi mày để xem ai thắng Mày đẹp mày có quyền mà Con điên ta chưa đủ khổ à Giờ lại vướng vào mấy cái chuyện vớ vẩn thế này ta sống sao nổi đây Và buổi tối Có hai người đàn ông đến ngồi lì Ở phòng trọ của tôi Đó là xếp Thịnh và anh Thắng Tôi thấy rất khó chịu Còn con Huệ thì cứ hớn hở Vì được ăn nhiều đồ ăn ngon Của hai người kia mang tới Rồi con Huệ còn dở trứng đòi uống rượu Thế là xong Xếp Thịnh và anh Thắng ngồi uống bất phân thắng bại Hai người họ cứ uống liên tiếp Và con Huệ không cản nổi Tôi nói Tự dưng mày đòi uống rượu Bây giờ hai người họ uống nhiều thế này Lái xe về nhà thế nào được đây Con Huệ gãi đầu Tao cũng không nghĩ hai người này Lại can lì tới vậy Giờ tính sao đây nhỉ Kệ mày đấy mày muốn làm sao thì làm Kết quả cuộc chiến là Xếp Thịnh và anh Thắng say nằm luôn tại chỗ Và không về nổi Nôn hết ra nhà Báo hại tôi và con Huệ dọn mửa mật mới xong. Sáng ra, xóm trọ đồn ầm lên là hai con ở phòng số 8 dẫn trai về nhà ăn uống rồi ngủ qua đêm với nhau. Tôi ngán ngẩm, chửi cho con Huệ một trận luôn. Tôi quyết định hôm sau sẽ nói thẳng với sếp Thịnh và anh Thắng biết là hiện tại tôi không muốn quan tâm bất cứ điều gì ngoài việc kiếm tiền để họ thôi hy vọng và không làm khó nhau nữa. Sáng đang ngồi bàn tán thì con Huệ bảo Mai được về nhà chơi rồi, thích quá mai mày về à ơ ờ, mày quên à ngày mai tao với mày với xếp thịnh về quê đó hẹn đi biển chơi đó mày quên à tôi lắc đầu mai tao không về đâu sang đầu tháng tao mới về mai mày với xếp thịnh cứ đi về đi nhá con huệ lồng lộn lên ơ ờ, mày điên à không có mày ấy, xếp thịnh không đi đâu tôi gắt lên đó là việc của mày tao không cần quan tâm rồi tôi có điện thoại của dì an con nghe dì ơi Hồng đó hả con? Con thu xếp về với mẹ nha con Mẹ con đang ốm đó Trời ơi gì ơi Mẹ con ốm lâu chưa hả gì. Sao mẹ con không nói gì với con hết? Mẹ con ốm một tuần nay rồi đó Con về sớm nha con Dạ dạ con sẽ về ngay Tôi hốt hoảng chạy vào xin xếp Thịnh Thì xếp nói Có việc gì mà em lo lắng vậy? Mẹ em ốm nên em cần về luôn ạ à? Anh cho em xin nghỉ nhé Thịnh lấy tiền đưa tôi rồi mở ngăn tủ lấy chìa khóa xe ô tô đi anh đưa em về tôi lắc đầu không ạ à, em tự về được em không dám làm phiền sếp đâu thì đằng nào ngày mai anh cũng về tĩnh ra mà đi sớm một ngày có sao đâu nào mình đi thôi thịnh ra gọi huệ huệ có về cùng luôn không thế là sếp thịnh đưa tôi về từ đây thịnh chính thức bước vào cuộc đời của tôi sếp thịnh đưa tôi và huệ về cả đoạn đường về tôi cứ lo lắng bất an tôi thương mẹ nhiều lắm nếu mẹ mà có chuyện gì thì tôi làm sao mà sống nổi con huệ động viên mày đừng buồn nữa bác chắc không sao đâu cả xếp thịnh cũng luôn động viên tôi nhưng tôi vẫn lo lắm xe vừa tới cổng tôi liền mở cửa xe và chạy vào nhà mẹ ơi mẹ mẹ tôi nằm trong buồng còn bố tôi ngồi ở ghế tôi thấy bố thì hơi sợ tôi khẽ chào con chào bố ạ à? Bố tôi lử mắt không nói gì. Con Huệ và xếp Thịnh đi vào nhà. Bố tôi thấy xếp Thịnh lạ quá, nên ông nhăn mặt. Ai thế hả Hồng? Con Huệ cười toe toét. Dạ, đây là xếp của bọn cháu bác ạ. À. Nghe tin bác gái ốm, nên xếp cháu tiện đường đưa về luôn ạ. À. Xếp Thịnh xách túi hoa quả to để lên bàn, thì bố tôi bảo: Hồng, mày ra kia ta bảo đây. Tôi khẽ trả lời. Để con vào xem mẹ thế nào đã à? bố tôi trợn mắt quát ta bảo ra kia ta bảo lát vào thăm mẹ mày sau tôi biết bố tôi giận rồi nên tôi nghe lời bố vâng ạ à. tôi với bố ra sân nói chuyện ở trong nhà xếp thịnh bảo với huệ bố hồng khó tính nhỉ vâng đúng ạ à. chưa có ai như ông ấy đâu gia trưởng lắm thế mình vào hỏi thăm mẹ hồng đi xếp thịnh và huệ đi vào hỏi thăm mẹ tôi huệ nói bác thấy trong người thế nào ạ à? bác ăn uống gì chưa Mẹ tôi ho sủ sủ Bác không sao, bác khỏe rồi mà Bác chưa ăn gì đúng không ạ? Mẹ tôi khẽ gật đầu Bác chưa, nhưng bác không đói cháu ạ? À? Con Huệ nhìn xung quanh Không có cái gì ăn cả Nó thở dài Nhà có người bệnh mà không có gì ăn luôn á Xếp thịnh vội bảo nó Thê gần đây có quán ăn nào không Huệ Để anh ra đó mua đồ ăn về Ở đầu làng có quán cháo Và quán bún phở đó Xếp ra đó xem còn không rồi mua về cho mẹ hồng ăn vậy được anh đi đây bố tôi trợn mắt nhìn tôi cái thằng già đó là thằng nào hả đó là sếp của bọn con ạ à? bố tôi giơ tay tát tôi hai phát khôn hồn ấy thì mày khai thật ra có phải mày lại cặp kè với nó phải không lần trước cũng là một thằng già giờ lại là một thằng già khác mày chưa biết nhục hay sao tôi cuống cuồng thanh minh không không phải đâu bố ạ à. chú là sếp của con mà bố con xin bố hãy tin con Con van xin bố Bố tôi túm tóc của tôi Mày bôi cho chát chấu vào mặt tao Hết lần này tới lần khác rồi Giờ mày có biết Mỗi khi tao thò mặt ra ngoài đường Là tao thấy xấu hổ thế nào không Tôi sợ lắm Người run bẩn bật luôn Tôi sợ bố tôi đánh tôi Bố ơi Con van xin bố Bố hãy tin con Bố tôi giật tóc của tôi Khiến tôi ngã nhào xuống dưới sân Bố tôi cầm cái gậy để cạnh đó vụt tôi Xếp thịnh vừa ra tới sân Thấy vậy lao vào đỡ đòn cho tôi Và bị bố tôi đập cho vào chán Chảy máu lênh láng Con Huệ ở trong chạy ra ngoài Nó hoảng quá là hết ẩm ĩ lên Hàng xóm phải lao vào can ngăn Và ôm bố tôi đi ra xa Tôi mới xếp thịnh mới thoát chết Tiếng mọi người la hét ẩm ĩ lên Báo cảnh sát đi Bắt ông ta lại đi Xếp thịnh đứng dậy la máu ở trên chán Bình tĩnh nói Hồng là con gái của ông cơ mà Xong lại có thể tàn nhẫn với con gái mình như vậy chứ Bố tôi hẳn học Cái thứ con gái hư hỏng vô tích sự ta không cần Mày mau mà cút đi đâu thì đi đi Giờ mẹ nó ốm đó Nó có lo được cho mẹ nó đâu Cái đồ vô tích sự Xếp thịnh quát Thế ông cần gì? Ông cần tiền đúng không? Huệ ra mở xe lấy ví của anh ra đây Con Huệ chạy ra xe Lấy ví vào đưa cho thịnh Xếp thịnh mở ví Cầm hai sấp tiền ném vào mặt bố tôi Đây tiền đây Ông cầm tạm trước 100 triệu đi xong mai tôi chuyển cho ông 100 triệu nữa Từ nay về sau Hồng sẽ không còn là con gái của ông nữa Tôi mà thấy ông đánh đập Hay gây khó dễ cho Hồng Thì ông đừng trách tôi Bố tôi cầm tiền đếm đếm Nhớ 100 triệu ngày mai đấy Rồi bố tôi cầm tiền Lảng lảng sang bên nhà hàng xóm ngồi Xếp thịnh phải khâu năm mũi Tôi thấy buồn lắm Vì tôi mà xếp bị đánh rất nông nỗi này Nhưng xếp cứ cười cười Và bảo không hề hấn gì hết Sao sếp lại đưa tiền cho ông ấy vậy Số tiền đó lớn quá Em làm sao có thể trả được ạ à? Vì anh không muốn em bị đánh đập dã man như vậy nữa Tôi khóc Vì em không tốt mà Ngày xưa bố em không thế đâu Do em không tốt nên giờ bố em mới như vậy đó Sếp thịnh bất chợt nắm lấy tay của tôi Em đủ khổ rồi Từ bây giờ để chăm sóc cho em nhé Em đồng ý nhé Tôi rất cảm động trước sếp thịnh Nhưng tôi nghĩ lại Những gì tôi đã trải qua trong quá khứ Tôi lại sợ nên tôi từ chối. Nhưng Sếp Thịnh không chấp nhận và nói tôi hãy suy nghĩ kỹ lại rồi trả lời Sếp. Rồi tôi đưa mẹ đi viện, tất cả mọi chi phí Sếp Thịnh lo hết. Ngày nào Sếp cũng lái xe từ thành phố về bệnh viện để thăm tôi và mẹ. Sau khi mẹ tôi khỏi bệnh về nhà, bà nói với tôi: "Thịnh là người tốt, tuy nhiều tuổi hơn con, nhưng vợ Thịnh cũng mất lâu rồi. Nếu con thấy hợp thì hãy nắm bắt lấy cơ hội con ạ." À nhưng con không muốn lấy chồng đâu con muốn chăm sóc cho mẹ cả đời cơ thôi giờ bố con cũng bỏ đi rồi mẹ chỉ còn có mình con thôi mẹ muốn con hạnh phúc như thế mẹ mới yên tâm được chứ tôi ôm mẹ khóc tự dưng lúc đó tôi nghĩ nếu tôi lấy xếp thịnh thì tôi sẽ có nhiều tiền tôi sẽ đón mẹ lên thành phố ở cùng với tôi luôn tôi sẽ chăm sóc cho mẹ cả đời xã hội bây giờ nếu không có tiền sẽ chẳng thể làm được gì cả phải có tiền mới tồn tại được và phải có tiền thì mới không bị người khác khinh thường. Và sau khi trở lại thành phố làm việc, tôi đã nhận lời xếp thịnh và bắt đầu tìm hiểu về người đàn ông mà tôi sẽ lấy làm chồng này. Xếp thịnh 48 tuổi, vợ đã mất 12 năm, hiện tại đang sống tại nhà riêng cùng hai cô con gái. Khánh Chi và Khánh Ngân là chị em sinh đôi, đang học đại học năm thứ hai. Tôi đã ghé qua nhà anh chơi để thăm nhà. Tôi quá bất ngờ, anh sống trong một ngôi biệt thự sang trọng, có hai cô giúp việc trong nhà bày những đồ trang trí đắt tiền sang chảnh mà tôi chưa từng thấy bao giờ anh quá giàu luôn nhưng điều khiến tôi bất ngờ là mặc dù anh rất giàu có nhưng cách anh cư xử lại rất thân thiện và tôi đã quyết định sẽ đồng ý lấy anh vì tôi nghĩ chỉ có anh mới có thể mang lại hạnh phúc cho tôi được thôi anh thịnh nói sẽ về thưa chuyện với mẹ tôi trong thời gian gần nhất và anh cần ngồi nói chuyện nghiêm túc với hai cô con gái anh hẹn tôi tối thứ bảy anh sẽ đón tôi về ăn tối để ra mắt luôn vì cuối tuần hai cô con gái của anh về nhà tối thứ bảy tôi mặc chiếc váy kín đáo trang điểm nhẹ và có mặt ở nhà anh vừa thấy anh thịnh đưa tôi vào hai cô con gái mắt tròn xoe bố bạn ấy là ai vậy bố khải ngân lườm tôi một cái rồi quay sang hỏi bố bố đừng nói với con đây là con rơi con vãi của bố nhé anh thịnh nói rất nghiêm túc Bố có chuyện muốn nói với hai con Nào để bố giới thiệu nhé Đây là Hồng, bạn gái của bố Hai cô con gái chố mắt kinh ngạc Hả? Hai đứa sốc lắm Khi thấy bạn gái của bố Lại còn ít tuổi hơn cả chúng nó Chào Khánh Chi và Khánh Ngân nhé Hai đứa cứ há hốc mồm kinh ngạc Và cứ nhìn tôi chằm chằm Làm tôi ngại không ăn nổi cơm Hai đứa nó ăn xong Và đi lên lầu không nói năng gì cả Tôi hỏi Thịnh Em thấy không ổn anh ạ à? Chắc hai đứa nó không thích em rồi Em phải làm sao hả anh? Thịnh cười và động viên tôi Em đừng lo gì nhá Chắc hai đứa nó thấy em ít tuổi quá Nên chúng nó hơi bất ngờ đó Tôi gật đầu nhưng vẫn không thấy an tâm Đấy Em đồng ý lấy anh rồi đó Anh liệu mà tính nhá Thịnh ôm và động viên tôi Nhưng anh cũng bất an không kém Anh đang nghĩ xem nên thuyết phục hai cô con gái thế nào cho hợp lý đây sau khi đưa tôi về thịnh về và lên lầu nói chuyện với hai cô con gái bố có chuyện rất nghiêm túc muốn nói với hai con khánh chi lập tức phản bác ngay bố định nói là sẽ cưới cô ta về làm vợ đúng không đúng vậy bố yêu hồng và bố muốn cưới hồng ý các con thế nào khánh ngân lắc đầu con không chấp nhận đâu mặc dù thịnh nói hết nước hết cái nhưng hai cô con gái vẫn không đồng ý để anh lấy tôi Bà Thịnh đã nghĩ ra một cách. Nếu hai con không đồng ý thì bố không cưới Hồng nữa, nhưng bố và Hồng sẽ sống cùng với nhau. Khánh Chi cứ dãy nảy lên. Con nói không được là không được. 12 năm qua bố vẫn sống như vậy có sao đâu? Sao rồi bố lại đòi lấy vợ chứ? Khánh Ngân đồng tình với Khánh Chi. Đúng vậy, ba bố con mình đang sống rất yên bình. Bây giờ tự dưng có một người xen vào giữa thì làm sao chúng con chấp nhận được chuyện này đây ạ? À? Thịnh thở dài. 12 năm bố ở vậy nuôi các con khôn lớn rồi. Bây giờ các con lớn rồi, cũng sắp đi học đại học, công việc thì bố cũng lo cho các con hết rồi. Chỉ chờ các con ra trường là vào làm luôn. Giờ các con đi học suốt, một mình bố lủi thủ một mình, thật sự bố rất cô đơn. Bố muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh bố. Khánh Chi vùng vằng. Bố nói đúng. Nhiều lúc con thấy cũng thương bố, nhưng cô ít tuổi quá, con thấy không yên tâm sao mà con không yên tâm liệu cô ta có yêu thương bố thật lòng hay không hay là cô ta chỉ muốn tài sản của bố thịnh quát con gái con ăn nói hồ đồ rồi đó các con nếu không đồng ý thì lập tức bố sẽ chia tài sản làm bốn phần mỗi đứa một phần còn bố hai phần từ giờ bố không quản các con và các con cũng đừng ngăn cản bố khánh ngân thấy bố căng lên rồi nó khẽ gật đầu và bảo bố về phòng đi để chúng con suy nghĩ chuyện này đã thịnh ra khỏi phòng rồi chi mới gắt ngân sao chị lại nói như vậy em không bao giờ đồng ý cho bố lấy cái con nhỏ đó đâu ngân khẽ bảo chi chị biết mà em thấy bố đang rất căng mà chị em mình cứ đồng ý đi rồi xử lý cô ta dần dần cũng được ý chị là cứ từ từ xử cô ta mình có tiền thì mình làm gì chẳng được hả em chi gật đầu đồng tình với chị sáng hôm sau chi và ngân thông báo với bố rằng hai chị em đồng ý để bố cưới vợ thịnh khá bất ngờ và quyết định sắp tới sinh nhật của hai cô con gái thịnh sẽ mua tặng hai cô con gái hai chiếc xe hơi thịnh tới siêu thị anh gọi tôi vào phòng và ôm chầm lấy tôi em ơi mình cưới em nhé anh yêu em tôi gật đầu thế còn hai cô con gái của anh có đồng ý không hai đứa nó đồng ý rồi em ạ à. từ giờ em yên tâm nhé mọi thứ cứ để anh lo Tôi dựa vào bờ vai vững chắc của Thịnh Có lẽ anh ấy là người che chở tôi Cả cuộc đời này Con Huệ ở ngoài cứ nhòm vào Chố mắt kinh ngạc Anh Thắng đi qua thế thế hỏi nó Em nhìn cái gì thế Anh lại đây mà xem đi Xếp Thịnh và con Hồng đang ôm nhau Ở trong phòng cái kia kìa Thắng ngó vào rồi lặng lẽ Quay mặt đi khóe mắt đỏ hoe Con Huệ động viên Thôi anh Thắng ạ à, Con Hồng và xếp Thịnh có duyên từ trước rồi Giờ lại gặp lại nhau ở đây Và thành một đôi là điều dễ hiểu mà Anh đừng buồn nữa nhé Sẽ có người hợp với anh mà Thằng im lặng không nói gì Lần đầu tiên anh rung động trước một cô gái Nhưng cô gái ấy là yêu sếp của anh Anh đang nghĩ hay là mình xin nghỉ việc Để tìm việc khác Nhưng như vậy có yếu đuối quá không Quen và yêu Thịnh được 2 tháng Thì tôi đưa Thịnh về Xin phép mẹ tôi Hôm về ra mắt cả anh em của Thịnh cùng về nữa năm chiếc xe hơi đỗ ở gần cổng nhà tôi Dân làng hàng xóm ai cũng bàn tán xôn xao Người chê trách, người lại khen Con Hồng mới lên thành phố có 2 tháng Đã lấy được chồng giám đốc giàu có rồi Sau khi xin phép và định ngày cưới hỏi Tôi dọn về nhà Thịnh ở Và tới ngày cưới cũng là ngày tôi biết mình có thai Thịnh hạnh phúc lắm Nếu là con trai chắc tôi là bà Hoàng luôn Thịnh rất mong có một đứa con trai để sau này còn nhờ vả nữa tiệc cưới được tổ chức tại khách sạn lớn nhất thành phố gia đình tôi ở quê được ô tô về tận nơi đón và không phải mất một đồng nào vì thịnh lo hết không những thế thịnh còn đưa lễ cho mẹ tôi rất nhiều tiền nữa lúc đó tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng đúng là trên đời này phải có tiền thì mới có được hạnh phúc trong ngày cưới thái độ của hai cô con gái của chồng tôi rất niềm nở nên tôi cũng cảm thấy yên lòng và mong sao những ngày sau này sống chung chúng tôi vẫn hòa thuận với nhau như vậy sau tiệc cưới tôi và thịnh đi hưởng tuần trăng mật thịnh đưa tôi đi một vòng quanh ba nước liền đi chơi nhưng tôi lại nghĩ tới mẹ nhất định tôi sẽ đưa mẹ của tôi đi khắp các nước như hàn quốc nhật bản và tôi sẽ đưa mẹ đi bất cứ nơi đâu mà mẹ tôi muốn đi tôi cứ nghĩ tôi lại thấy hạnh phúc quá và thầm biết ơn cuộc đời đã cho tôi gặp thịnh người đàn ông vĩ đại của cuộc đời tôi ở nhà chi và ngân sang nhà bà ngoại chơi bà nói bố mày và mẹ kế đường tuần trăng mật về chưa chi lắc đầu chưa ạ lúc sáng con gọi cho bố thì bố bảo đang ở Hàn Quốc ba ngày nữa mới về ngân bĩu môi nhìn mặt mẹ kế mà con thấy ớn lắm bà hình như cô ta còn đang mang thai nữa phát này thì bố con cho cô ta lên bàn thờ ngồi luôn bà ngoại chố mắt cô ta có thai ư vậy là hỏng hết rồi chi và ngân ngạc nhiên Sao lại hỏng hết hả bà Bà nó nhăn mặt Thì cô ta có con rồi Và có thể đứa con của cô ta Sẽ thừa hưởng hết tài sản của ba con Các con nghĩ thử xem Nếu cô ta mà đẻ con trai Thì ba con sẽ thế nào đây Chi và Ngân lúc này mới nghệt mặt ra Không Không thể để mẹ con cô ta chiếm hết tài sản của bố được Nhất định Con sẽ không để chuyện này xảy ra đâu bà ạ Bà nó gật đầu Đúng vậy Tài sản của bố con là của hai con Không thể để mẹ con cô ta chiếm được Hai con hiểu không Chi và Ngân bắt đầu thấy khó chịu Và không còn vui vẻ Khi nhắc tới bố và mẹ kế nữa Hưởng tuần trăng mật về Vì có thai sức khỏe còn yếu Nên Thịnh bảo tôi ở nhà để dưỡng thai Có gì cứ bảo hai cô giúp việc làm cho Và Thịnh dặn hai cô giúp việc Không được để tôi mó tay vào bất cứ việc gì cả Nhưng tôi cảm thấy Chi và Ngân Bắt đầu khó chịu khi nhìn thấy tôi Buổi sáng thịnh dậy hôn lên trán của tôi một cái thật tình cảm em cứ ngủ đi lát nữa thì dậy Đã anh xuống nhắc dì lâm làm đồ ăn cho em nhé dạ anh đi làm cẩn thận nhé thịnh đi xuống thì gặp chi và ngân sao hai đứa dậy sớm thế sáng nay phải đi học à chi và ngân gật đầu vâng ạ rồi thịnh ra nhắc dì lâm lát dì nấu cháo tôm cho hồng nhé chú ý kẻo mặn đấy xong dì ra siêu thị chọn ít hoa quả ngon về để tủ gọt cho Hồng ăn nhé Vâng thưa ông chủ Thịnh đi rồi Chi mới hậm hực Từ ngày có cô ta Mình bị ra rìa luôn Bố thậm chí còn không thèm hỏi xem Chị em mình đã ăn sáng chưa Nhìn thấy gớm Ngân nhếch mép Mới mà đã như vậy rồi Không biết lâu dài còn thế nào nữa Dì Lâm nói nhỏ Hai tiểu thư của tôi ơi Nói nhỏ thôi Không cô Hồng mà nghe thấy là chết đấy Chi quắc mắt Sợ cái gì mà sợ Dì biết phải làm cái gì rồi đúng không Tôi sẽ giúp cho con gái của dì đỗ đại học Nhưng dì cũng phải giúp tôi Chị cô ta đó Dì lâm gật đầu Hai cô cứ yên tâm đi Tôi biết phải làm gì mà Tôi nằm ngủ quên mất Tới tận 9 giờ Khi Thịnh gọi điện về Tôi mới tỉnh giấc Tôi dậy và đi xuống nhà Dì lâm thấy tôi xuống thì đon đả Cô dậy rồi đó à Tôi múc cháo tôm cho cô ăn nhé Tôi cười Dạ gì Tôi ngồi xuống bàn ăn xỉ bê bát cháo ra cho tôi đây ạ à, cô ăn cho nóng đi để tôi đi gọt hoa quả cho cô tráng miệng nhé lúc đó chi và ngân đi học hết cả rồi dì lâm mới nói nhỏ vào tai của tôi cô phải để ý nhé cô ngân với cô chi ấy không phải là dạng vừa đâu tôi ngạc nhiên hỏi lại sao dì lại nói như vậy ạ à? tôi không hiểu dì lâm nhìn trước nhìn sau không có ai rồi lên la kể cô chi và cô ngân biết cô có thai nên ghét cô rồi đấy Họ sợ cô đẻ con trai Rồi chiếm hết tài sản của hai cô đấy Cô không thấy họ nhìn cô với ánh mắt khác lạ sao Tôi hơi choáng khi nghe dì Lâm kể như vậy Tôi ngồi mặt cứ đơ ra Chả biết làm thế nào Thì dì Lâm nịnh tôi Cô yên tâm Tôi sẽ bảo vệ cô mà Cô đừng lo gì nhá Nghĩ ngợi là không tốt cho em bé đâu Trước mặt Chi và Ngân Dì Lâm lại nịnh Và nói sẽ là người của họ Nhưng trước mặt của tôi Dì lại nói Dì thương tôi và sẽ luôn bảo vệ cho tôi. Đúng là đời mà, không thể tin ai được. Và tôi cũng không thể biết được trong bát cháo tôi đang ăn có thuốc chứa gây sẩy thai và dì Lâm đã lén đổ vào bát cháo đó. Cháo nóng nên tôi vừa ăn vừa thổi, ăn được mấy thìa cháo tôi buồn nôn quá, đi vào nhà vệ sinh và nôn bằng sạch. Dì Lâm có vẻ không vui khi thấy tôi nôn hết ra ngoài rồi. Dì khẽ bảo: "Để tôi làm bát cháo khác cho cô ăn nhé." Tôi lắc đầu. "Thôi tôi không ăn đâu." cảm ơn gì? Tuy lên gác nằm ở dưới dì Lâm tức vùng vằng, thế là mất công tai rồi, bao nhiêu công sức của mình. Dì Lâm đi vào nhà vệ sinh chốt cửa lại và gọi con Chi. Alo, tình hình thế nào rồi? đã cho thuốc sẩy thai vào cháo rồi, nhưng cô ta ăn được vài miếng và nôn hết rồi. Trời ơi! Nhưng cô yên tâm đi, thuốc sẩy thai còn nhiều mà, cô cứ chờ tin vui của tôi nhé. Ok một lát sau dì lâm lại bê một bát cháo lên cô ơi dậy cô ăn vài miếng đi ạ à? tôi nằm im trên giường lắc đầu tôi không muốn ăn dì lâm cứ năn nỉ mãi cô mà không ăn là tôi chết với ông chủ đấy ạ à? cô làm ơn ăn cháo hộ tôi đi tôi mệt mỏi không muốn ăn thì thịnh gọi điện về hỏi xem tôi đã dậy chưa đã ăn cháo tôm chưa biết tôi chưa ăn nên anh cứ nói mãi bảo tôi cố ăn một chút vì con tôi nghe chồng quá nên ngồi dậy bê bát cháo cô nhắm mắt nhắm mũi cố nuốt vào bụng dì lâm cứ lảng vảng ở gần phòng tôi để ngóng xem tôi có ăn hết bát cháo hay không thấy tôi ăn hết dì mừng lắm cứ tủm tỉm cười dì vào mang bát đi rửa thôi cô nằm nghỉ ngơi đi nhé tôi xuống dưới tầng xem chị hà đi chợ về chưa để tôi còn nấu cơm tôi ra đóng cửa định lên giường nằm thì một lát sau bụng tôi cứ lộn lạo hết cả lên khó chịu vô cùng Tôi chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết luôn Tôi sợ vàng cả mắt tôi, tôi xin thề là bây giờ tôi sẽ không ăn cháo nữa Tôi sợ lắm rồi Nôn xong tôi rửa mặt rửa mũi và lên giường nằm Tôi thấy bụng của mình dễ chịu hơn một chút ít Chắc tôi không quen ăn tôm hùm đến mới vậy Từ bé tới giờ ai biết con tôm hùm nó như thế nào đâu Dì Lâm nhắn tin thông báo cho Chi và Ngân là kế hoạch đã thành công và họ háo hức chờ đợi một cơn đau vật vã sẽ ập đến. Nhưng đến tận đêm muộn, tôi vẫn ổn và chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đêm đó Chi về gọi dì Lâm vào phòng và mắng như tát nước vào mặt. Dì đã thành công rồi cơ mà, nhưng đến tận bây giờ cô ta có bị làm sao đâu, dì lừa tôi đấy à? Dì Lâm cố gắng thanh minh. Rõ ràng tôi tận mắt nhìn thấy mà, cô ấy ăn hết sạch bát cháo luôn, không biết tại sao lại không có tác dụng như vậy chứ, hay là thuốc dởm. Chi tức sôi máu lên, định xông vào đánh dì Lâm, nhưng Ngân lôi lại. Em thôi đi, Thôi keo này ta bày keo khác Thời gian còn nhiều cơ mà Chi hậm hực Phải nghĩ cách nhanh lên đi Không tới lúc cô ta đẻ ra rồi á Mình không làm được gì nữa đâu Ngân cười nham hiểm Hừm, Lúc đó cô ta mà đẻ đứa bé ra Chúng ta vẫn có thể xử lý đứa bé mà Chẳng qua muốn xử lý khi nó còn trong bụng mẹ Thì chúng ta sẽ bớt cảm thấy tội lỗi hơn mà thôi Sự ngân quay ra bảo dì Lâm Dì đừng lo Thuốc còn rất nhiều Hết tôi lại mua cho Dì cứ tận dụng cơ hội đi Cô ta không ăn cháo Thì gì cứ cho vào thứ khác cho cô ta ăn Chẳng lẽ ba người chúng ta lại thua cô ta à Dì Lâm gật đầu Chi gầm lên Con gái gì sẽ nhận thông báo trúng tuyển sớm thôi Tôi đã mất khá nhiều tiền vào vụ đó rồi đấy Dì liệu mà lo cho tốt vào Nếu không ấy, thì đừng trách con Chi này tản nhẫn Dì Lâm có vẻ lo lo Vâng tôi biết rồi ạ à. Cô cứ yên tâm Đêm đến tôi giúp vào nách của Thịnh Anh xoa đầu tôi Em mệt đến khó ngủ à Dạ vâng Nào để anh gãi lưng cho nhé Dạ Tôi nằm nghiêng để chồng gãi lưng cho mình và khẽ nói Chồng ơi Em muốn nhờ chồng một việc được không Được em nói đi Bố em bỏ đi cũng lâu rồi Giờ còn mình mẹ em lủi thủi Em muốn đón mẹ lên đây Ở một thời gian chồng có đồng ý không ạ Thịnh gật đầu Được luôn Thế muốn mẹ ở đây với vợ chồng mình Hay là mua nhà riêng cho mẹ ở gần đây để mình tiện qua lại chăm mẹ Thanh mua nhà riêng cho mẹ em nhé Sợ ở cùng mẹ lại ngại đấy Mánh tìm nhà gần đây thôi nhé Thịnh ôm tôi và hôn lên chán của tôi Ok vợ Tôi giúp vào người của chồng mình hạnh phúc Đấy Từ từ tôi sẽ để mẹ của tôi Có một cuộc sống sung túc như tôi bây giờ Lấy chồng là phải biết chọn chồng nha chị em Sau khi vụ bắt cháu hành bất thành Chị Lâm đã nghĩ ngay tới việc Cho vào sữa bầu của tôi Sáng chủ nhật Thịnh không tới siêu thị Anh ở nhà để chăm sóc cho vợ bầu Anh bảo dì Hà Dì Hà pha cho cô Hồng cốc sữa đi Dì Hà đang định đi pha sữa Thì dì Lâm nhận luôn Hà để đó chị pha cho Em vào rửa con gà để luộc đi Dì Lâm bê cốc sữa nóng hổi lên Cô Hồng uống sữa đi ạ à? Dạ cảm ơn dì Tôi ngửi mùi sữa đã thấy ngá lên đến tận cổ rồi Thịnh cứ động viên tôi Uống đi em Uống đi Vì con của chúng ta nữa Tôi cố uống một ngủm Lập tức tôi đã buồn nôn luôn Tôi vào nhà vệ sinh Nôn hết luôn Thế là lỗ vốn Tôi ra bảo chồng Em nói rồi mà Đợt này em ngán lắm Không uống nổi sữa đâu Anh còn không tin em cơ Thịnh thở dài Anh thương em lắm Vậy em muốn ăn gì Anh đưa em đi ăn nhé Dạ Tôi đi thay quần áo Để đi ăn Thịnh ở ngoài nhìn cốc sữa Vẫn đầy nguyên tiếc của anh cầm lên tu một hơi hết luôn rồi anh lắc đầu công nhận sữa ngấy quá bảo sao cô ấy không uống nổi tôi thay quần áo xong vai vợ chồng đi xuống để đi ăn thì dì lâm hỏi tôi Thế cô đã uống hết sữa chưa ạ à? thịnh vui vẻ trả lời cô ấy không uống được nên tôi uống hết rồi dì lâm trố mắt ra hả ông chủ hết cốc sữa rồi ạ đúng vậy dì lâm đứng mặt đần thộn ra Dì sao thế Dì Lâm giật mình À tôi không sao ạ à? Thôi tôi đi dọn dẹp đây Tôi và Thịnh đi ra xe ô tô Thì Thịnh bắt đầu thấy bụng sôi ục ục Và bắt đầu thấy đau bụng Anh sao thế Anh đau bụng quá em chờ anh tí nhá Vâng ạ à. Thịnh chạy vào nhà vệ sinh Thì cơn đau càng dữ dội hơn Anh đau vã mồ hôi hột ra Tôi thấy Thịnh lâu ra Nên vào xem sao Thấy Thịnh đang nôn thốc nôn tháo Mật xanh mật vàng Mặt thì tái mét luôn Tôi hoảng quá chạy lại đỡ lấy anh Anh ơi anh có sao không Sao đã nôn thế này chứ Nói xong thì Thịnh không còn đau bụng nữa Nhưng người yếu chả còn chút sức lực nào cả Tôi dìu chồng lên lầu Cho anh nằm nghỉ Anh bảo Em thích ăn gì Họ đổ bếp họ làm cho rồi mang tới nhá Anh xin lỗi anh mệt quá Anh không đưa em đi được Em đừng buồn nhá Ngày hôm sau Thịnh sai dỉ Lâm Mang vứt hộp sữa bầu đi vì cho rằng là sữa không hợp và tất nhiên là không hề nghi ngờ có người đứng sau làm hại mình. Thất bại liên tiếp hai lần, dì Lâm bị chi ném cốc vào đầu và chửi rủa thậm tệ. Chi cay cú lắm, cô nói tự tay cô sẽ làm, không cần dì Lâm phải làm nữa. Hôm chủ nhật, tự tay chi nấu cháo cho cả nhà ăn. Thịnh ngạc nhiên lắm vì từ bé tới giờ chi chưa bao giờ vào bếp làm một việc gì cả. Tất cả do người giúp việc làm Thế mà hôm nay Chi lại tự vào bếp nấu cháo cá chép mới kinh chứ và chi đã bỏ thuốc vào một bát và cô bê ra gọi cả nhà xuống ăn cháo chi để bát có thuốc trước mặt của tôi nhưng ngửi mùi cháo tôi lại buồn nôn tôi đẩy bát cháo ra giữa bàn bên cạnh mấy bát cháo kia thịnh đi xuống thơm quá con gái của bố hôm nay đảm thế chi đang lấy thìa ở dưới bếp cười toe toét từ giờ bố thích ăn cái gì bố cứ nói nhé con sẽ nấu cho bố ăn thật thế thì bố vui quá Cảm ơn con gái yêu Thịnh ra bàn ngồi cạnh tôi Và bê bát cháo lại phía tôi Nhưng không phải là bát cháo mà chi vừa bê lúc nãy Tôi nghĩ là bát cháo nào mà chẳng như nhau Nên tôi thổi thổi cho bát cháo để nguội rồi ăn Ngân ở trên lầu lững thững đi xuống Hôm nay được ăn cháo chị Chi nấu cơ à Kéo sắp bão rồi bố ơi Cả nhà cười vui vẻ lắm Ngân bê bát cháo lại chỗ mình Ngồi ăn Thịnh cũng bê một bát chỉ còn lại bát cháo vừa nãy thôi và chi vui vẻ bê nốt bát cháo ngồi ăn ngon lành và luôn tấm tắc khen ngon nghĩ mình giỏi giang ăn cháo xong tôi và thịnh lên khác nằm ngủ chi và ngân thì chơi với các bạn đang lái xe trên đường thì chi bị đau bụng chi ôm bụng kêu đau sao thế em đau bụng quá chị ạ à? tính sao đây ngân quát đang ở trên đường làm gì có nhà vệ sinh đâu mày cố nhịn đi tới quán rồi tính sau Chi đau bụng buồn nôn dữ rồi Lại buồn đi ngoài nữa Cô quát Ngân Dừng xe đi em không chịu nổi nữa rồi Ngân bực lắm Đang vội đi thì Chi lại bắt dừng lại Nên Ngân tức Ngân phanh gấp một phát Thế là Chi vội vàng mở cửa xe chạy lên vỉa hè Nhưng không thấy có nhà vệ sinh công cộng nào cả Mà giờ ngồi luôn ở đường thì không được Vì có nhiều người qua lại Xấu hổ lắm Chi cứ cố nhịn và tìm kiếm chỗ để đi nhà vệ sinh Ngân ngồi trong xe lẩm bẩm chửi Mẹ con điên Đang vội thì chớ Bực thật Mười phút sau Chi mở cửa xe Ngân bịt mũi Mùi gì kinh thế này Chi mặt buồn rời rưởi Chị đưa em về thay váy được không Em ị ra váy rồi Tôi thèm nước lạnh Nên xuống nhà mở tủ lạnh lấy nước uống Thì thấy Chi và Ngân thất thểu đi về Chi thì ôm bụng chạy vào nhà vệ sinh Còn Ngân thì mặt sưng vù lên Dì Lâm vội hỏi Ngân Cô Chi bị sao vậy cô Ngân Ngân lầm bầm nó bị đau bụng đi ngoài Bực thật đấy Sắp đến buổi tiệc nó lại bị như vậy Điên không chịu được Chi ở trong nhà vệ sinh nói vọng ra Thế giờ chị đi đi Muộn rồi, hết hứng rồi Tất cả là tại mày đấy Chị cứ ôm nhà vệ sinh mãi không xong Cô tưởng mình không sống nổi nữa Một tiếng sau Chị mới hoàn hồn đi ra ngoài Chị lên phòng tắm rửa rồi uống thuốc Và lên giường nằm Chị hỏi Ngân Em có ăn gì đâu mà bị như vậy nhỉ nằm nghĩ một lúc chi mới nhớ ra là ăn cháo cá chép son cháo cá chép hả chị ngân cao mặt cả nhà ăn cháo mà có một mình mày bị đau bụng như vậy à chi chợt nghĩ chẳng lẽ cô ta biết mình bỏ thuốc phá thai vào trong cháo của cô ta nên cô ta đổi sang cho mình sao ngân chừng mắt nhìn chi rồi bật cười hóa ra là gậy ông đập lưng ông à chi nhăn mặt em bị vậy chị còn cười được sao chị nghĩ cách mà trả thù cho em đi chứ ngân suy nghĩ rồi bảo đúng như lời mày nói thì cô ta nghi ngờ rồi đó giờ tính làm sao cho hợp lý đây mấy hôm nữa nghỉ hè rồi chị em mình sẽ giải quyết chuyện này giờ em mệt quá em sợ quá chị ạ à. bụng em đau như bị ai lôi hết ruột gan ra vậy liệu em có chết không chị tao không biết hay tao cho mày tới bệnh viện nhé rồi chi dậy đi theo ngân tới bệnh viện khám nhưng cũng may là nôn hết ra rồi nên không sao Chỉ sợ vàng mắt luôn Cô nghĩ lần sau tính cách khác vậy, chứ cách này có vẻ không ổn, có ngày lại bị vạ lây thì chết. Về nhà Thịnh hỏi Ngân, hai đứa bị sao thế? Thế bác sĩ khám nói gì hả con? Ngân cười, nó bị đau bụng qua loa thôi bố ạ, à. bố đừng lo nhé. Ừ, bụng giả kém thì đừng ăn linh tinh ở ngoài vỉa hè nhé. Vâng ạ. À. Hôm nay đến hẹn đi khám thai, Thịnh đưa tôi đi. Sau khi khám xong, bác sĩ gọi Thịnh vào nói chuyện. Chị nhà mang thai thấp Khả năng xảy rất cao Nên anh phải thật cẩn thận đi nhá Mà cách tốt nhất đi là bảo chị nằm yên ở trên giường Được rồi Thế bác sĩ có cách nào khắc phục giúp vợ tôi không Bác sĩ lắc đầu Giờ chỉ còn cách chờ vào may mắn thôi Nhưng có khả quan Nên anh chị đừng lo lắng quá nhiều Tôi thấy Thịnh buồn Nên hỏi Bác sĩ nói sao hả anh Thịnh cười cười Bác sĩ nói em bé phát triển tốt Nhưng hơi thấp nên em cần nằm nghỉ ngơi nhiều hơn nhé vậy ạ à, lại nằm nữa à thịnh ôm tôi động viên đúng rồi em vì con của chúng ta nhé khi nào sinh con xong mới yên tâm được em ạ à. dạ vâng về nhà thịnh gọi dì lâm và dì hà ra hai dì ra tôi bảo đây hai dì đi ra tưởng chuyện gì cứ ngơ ngác nhìn nhau có chuyện gì với ông chủ từ bây giờ hai dì làm hết mọi việc và không được gây ồn ào để cô Hồng nghỉ ngơi nghe chưa? Cô nằm trên lầu, có gì cô gọi thì làm cho cô. Hai gì nghe rõ chưa? Dạ. Nhớ là không được gây ồn ào đấy. Giờ cô cần phải nghỉ ngơi nhiều hơn trước. Chi và Ngân đứng ở cầu thang, nghe bố dặn hai cô giúp việc thì bĩu môi. Gớm chưa? Cứ như là mình cô ta mang thai vậy. Ngân lắc đầu. Chưa đẻ ra, mà bố đã cho cô ta lên bàn thờ ngồi rồi này tới lúc đẻ ra thì không biết thế nào mà lần đâu Hôm sau Thịnh đi làm Tôi ở nhà nằm nhiều mỏi lưng quá Chưa gì hà bê đồ ăn lên Tôi ăn xong rồi lại nằm Cứ nằm với nằm thế này Thì tôi chết mất Chi và Ngân nghỉ hè nên ở nhà chơi Gọi bạn tới ăn uống tụ tập Quậy phá ẩm ý cả lên Dì Lâm gọi Chi ra bảo Cô Chi ơi Ông chủ dặn là ở nhà Mọi người phải giữ trật tự Để cô Hồng nghỉ ngơi đó Cô và các bạn cứ ẩm ý thế này thì lúc ông thịnh về, ông ấy cũng mắng cô đó cô ạ. À. Chi lử mắt, Dì vừa nói cái gì? Dì muốn tôi đuổi việc gì không hả? thì ông chủ dặn như vậy mà cô, tôi chỉ nói lại với cô thôi mà. rồi dì Lâm kích đều chi. tôi nghĩ tất cả là do cô Hồng mà ra đấy. cô ta làm như mình cô ta biết trở đẻ sao ấy? ngày trước tôi còn đẻ sòn sòn ba đứa, mà còn đi làm đồng đến tận lúc đẻ luôn. giờ giới trẻ cứ quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Chi lại càng điên hơn đúng là quá đáng mà Chữa gì mà cứ nằm ị xác ở trên phòng Không chịu vận động thì để làm sao được Mà nhà cô ta thì nghèo rớt bụng tơi Vậy mà cô ta lại tỏ ra mình như một tiểu thư đài các vậy Đúng là xàm Bố tôi mù mới lấy phải cái người như cô ta làm vợ Sau khi các bạn đã ăn uống no say Chi mới bảo các bạn ra về Chi chợt nghĩ ra Một ý rồi bảo dì Lâm Dì lấy chai dầu ăn ra đây tôi bảo đây Dì Lâm cầm ra rồi bảo Cô cần dầu ăn làm gì vậy? Chi nói nhỏ vào tai dì Lâm Dì mang lên Đổ một ít ở cửa phòng bố mẹ tôi đi Rồi tôi tính Dì Lâm làm xong Dì đi xuống Cô Chi ơi, xong rồi ạ à? Được rồi Rồi Chi lấy túi bánh ra Đi lên gọi tôi Mẹ ơi, bố con mua bánh cho mẹ nè Tôi ngồi dậy Thấy Chi đứng ở phía ngoài Đang bấm điện thoại cho một ai đó Thì tôi đi ra chỗ Chi để lấy bánh Mắt nhắm mắt mở Tôi bước vào chỗ có dầu ăn Nên trượt chân té dầm một phát khá mạnh Chi giả vờ hốt hoảng chạy lại Mẹ ơi Mẹ có sao không Sao mẹ lại không nhìn đường vậy mẹ Nào để con đỡ mẹ dậy Ngay sau đó tôi đau bụng Chi và Ngân lập tức gọi điện thoại cho Thịnh Ngân và Chi đưa tôi đến bệnh viện luôn Tôi cảm thấy không ổn Vì tôi ra máu Ở nhà dì Lâm đã nhanh chóng Lau hết vết dầu ăn để xóa đi dấu vết Tôi được chuyển vào phòng cấp cứu Mắt tôi tối sầm lại, bụng đau tức, cơn đau ngày trước lại ùa về khi tôi bị sẩy đứa trước, giờ lại cái cảm giác đau đớn ấy bùa vây. Càng nghĩ, nước mắt tôi càng chảy ra không ngừng. "Con ơi, con đừng bỏ mẹ nhé, con ở lại với mẹ và bố con đi, mẹ cầu xin con đấy." Thịnh Vội vã tới, anh chạy hớt hải lên hỏi Ngân. "Chuyện gì thế này? Sao lại phải cấp cứu thế này hả con?" Ngân tỏ vẻ buồn bã. "Mẹ bị trượt chân, Ngã ở cửa phòng đó bố, không biết là em bé có sao không? Con lo quá bố ạ. À. Thịnh ôm mặt, trời ơi, đứa con trai vàng bạc của tôi. Chi quay mặt đi khẽ cười. Máu chảy nhiều thế, xảy thai là cái chắc. Để xem ai mới là con vàng con bạc của bố. Con chỉ cho phép bố là bố của con và chị Ngân thôi. Còn những người khác thì không được phép. Một lúc sau, bác sĩ ra nói. Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng vẫn không thể cứu được đứa bé Còn người mẹ đã qua cơn nguy kịch rồi Mọi người cứ yên tâm nhé Thịnh khụy gối xuống đau khổ Trời ơi con trai của bố Tại sao vậy chứ Chi và Ngân nhìn nhau cười Thành công rồi Mấy ngày sau đó tôi được ra viện Vừa sốc vì mất con Lại đau nữa Nên tôi chẳng nói năng gì Chỉ biết nằm khóc mà thôi Chi và Ngân cũng sang nhà bà ngoại chơi mấy hôm Thịnh thì chán đời Đi uống rượu cả đêm không về một mình tôi nằm trong phòng vắng lặng, không khí trong nhà ngột ngạt và khó chịu vô cùng. Chờ chồng cả đêm không về nên tôi cũng không ngủ được. 9 giờ sáng mới thấy Thịnh về trong bộ dạng mệt mỏi. Anh đi đâu cả đêm vậy? Thịnh không trả lời, khiến tôi lại càng buồn hơn. Anh đi đâu vậy? Em hỏi xanh không trả lời. Thịnh thở dài. Anh đi công việc. Công việc gì? Mà từ 9 giờ sáng ngày hôm qua Đến tận 9 giờ sáng ngày hôm nay anh mới về vậy Thịnh có vẻ khó chịu Anh nói anh đi công việc là công việc Em hỏi nhiều làm cái gì Tôi bật khóc vì tuổi thân Ngày trước anh đâu như vậy đâu Sao bây giờ anh thay đổi nhiều thế vậy chứ Thịnh không nói gì Lấy quần áo và đi tắm Tôi ngồi đợi Thịnh tắm xong tôi hỏi tiếp Anh nói đi Đêm qua anh ở đâu Xem gọi anh cứ thuê bao mãi vậy Thịnh lên giường nằm Anh rất mệt anh muốn ngủ Em đừng ồn ào nữa Tôi càng khóc to hơn Anh mau đói đi Thịnh bật dậy quát tôi Em im đi Em mà nói nữa Anh lại đi bây giờ đấy Tôi như chết lặng Vừa mấy hôm trước chưa xảy thai Thịnh coi tôi như báu vật Vậy mà bây giờ Anh lại đối xử với tôi như vậy Mất đứa con anh đau một Thì tôi đau mười Vì tôi là mẹ nó Mang nó ở trong bụng ba tháng nay cơ mà có phải là tôi không biết đau lòng đâu giờ anh lại như vậy tôi biết phải làm sao đây phải chăng giấc mộng hôn nhân của tôi bắt đầu dạn nứt thái độ của thịnh lạnh nhạt tôi đau lắm tình yêu của tôi và thịnh như muốn vỡ nát khi thấy thịnh lạnh nhạt với mẹ kế thì chi và ngân cũng bắt đầu tỏ thái độ khinh thường tôi kể cả dì lâm là người giúp việc nhưng ánh mắt của dì nhìn tôi cũng khác trước thiếu sự tôn trọng phải chăng mất đứa con là tôi mất luôn tất cả thậm chí dì lâm nấu xong lên gọi chi và ngân xuống ăn cũng không hề gọi tôi xuống ở nhà tôi cứ lủi thủi một mình chồng thì đi sớm về khuya tôi mà hỏi thì anh lại có với tôi khi sức khỏe ổn định tôi quyết định đi làm lại nhưng lạ thật thịnh không cho tôi đi sức khỏe của tôi hoàn toàn bình phục rồi mà tại sao lại không cho tôi đi chứ hay thịnh giấu tôi chuyện gì mặc dù chồng không đồng ý nhưng sáng hôm sau tôi vẫn dậy sớm để tới siêu thị Vừa thấy tôi bước vào, mọi người rất ngạc nhiên Tôi qua chào hỏi mọi người Biết tôi xảy thai, mọi người luôn động viên Tôi không buồn nữa Tôi hỏi anh Thắng Anh ơi, kế hoạch đâu rồi anh? Thắng thở dài Kế hoạch đợt này hay nghỉ lắm em ạ à. Thích thì làm, thích thì nghỉ, chán nó quá Vậy à, trước nó chịu khó làm lắm mà Thắng nhìn tôi cười Có những thứ mình nhìn thấy Nhưng chưa chắc đã phải sự thật đâu Nên em hãy cẩn thận nhé Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Tôi vào văn phòng không thấy chồng tôi đâu cả. Tôi gọi thì không bắt máy. Tôi nghĩ chắc là chồng tôi đi công việc rồi. Tôi gọi cho Huệ cũng không được. Tôi sợ nó lại bập vào yêu đương, rồi bỏ bê công việc, rồi lại thiệt thân. Tôi thấy không yên tâm nên tới phòng trọ của Huệ. Cửa khóa, Huệ không có nhà. Tôi mới sang hỏi chị hàng xóm. "Chị ơi, tối qua chị có thấy cái Huệ về nhà không chị? Em gọi cho nó mãi mà không được." nên em lo quá Chị cười Có nhưng 12 giờ mới về Cô ô tô xịn đưa đón Chắc lại cặp với đại gia rồi Thế hả chị Chị có nhìn nhầm không ạ Bạn em từ trước rất ngoan mà chị Chị không có nhầm đâu Cái xe đó ngày nào chả tới đón đi Mày như người đàn ông đó Lần trước cũng tới rồi Hồi em chưa lấy chồng đó Tôi giật mình nhớ lại Hồi tôi chưa lấy chồng Chỉ có Thắng và Thịnh Tới phòng trọ của tôi và Huệ chơi nếu không phải anh thắng thì người đi ô tô tôi đón huệ chẳng lẽ là chồng tôi ư không thể nào tôi nghĩ chắc là chị hàng xóm nhìn nhầm thôi làm gì có chuyện chồng tôi đưa đón cái huệ được chứ và đó là bạn của tôi sao nó có thể làm thế với bạn nó được tôi quay lại siêu thị làm việc thắng ra hỏi em vừa đi đâu về thế à em đi tìm cái huệ nhưng không gặp anh ạ à. không biết lại trốn đi chơi với thằng nào rồi Chị Linh đứng ở quầy Nói bâng quơ Đời không tin ai được đâu em Nhất là bạn thân Bạn thân nhưng thân ai người ấy lo Có đến tay ai thì người đó phất Thắng quay ra bảo chị Linh Thôi chị Có những thứ tận mắt chứng kiến Còn không phải là sự thật đâu chị Linh vẫn nói tiếp Không nói thì tức không chịu được đó Bạn thân lại đi cướp chồng của bạn Thế đâu có được Tôi bắt đầu hoang mang Thắng thì ra bịt mồm chị Linh lại Chị ăn nói linh tinh quá rồi đó. Thôi chị đi làm việc đi, mau lên. Tôi vào phòng, thấy Thắng đi ra ngoài lo công việc, lập tức tôi chạy ra chỗ chị Linh, tôi hỏi: "Chị, chị nói cho em biết đi, chị ám chỉ điều gì vậy chị?" Linh nhìn ngó xung quanh, ghé vào tai tôi nói thầm: "Con Huệ nó đang cặp với chồng mày đấy. Dạo này chồng mày cho nó nhiều tiền và mua cho nó nhiều đồ lắm. Nó thích làm gì thì làm, thích chơi gì thì chơi, chẳng ai nói được nó." tôi đứng như chết lặng tại chỗ thật hả chị tao lừa mày làm gì tao thấy nó ngứa mắt quá nên tao bực thôi cái loại cướp chồng lại còn vinh váo cả cái siêu thị này ai cũng biết riêng mày là không biết thôi rồi chị linh nói mày đến xử lý nó trước khi nó đẻ trứng thôi tao làm việc đây tôi lững thững đi vào phòng hai tay run lật bật tôi ngồi khóc lặng lẽ tôi ngồi đó một lúc lâu tôi đứng dậy đi tới phòng trọ để chờ con Huệ về. May quá chờ nửa tiếng thì thấy Huệ ấy đi vào. Đúng Huệ là bạn của tôi, dạo này xinh đẹp điệu đà hơn, sexy hơn. Nhưng tôi vẫn hy vọng đó không phải là sự thật, rằng chị Linh nói không đúng. Tôi luôn hy vọng như vậy. Huệ thoáng bối rối khi nhìn thấy tôi đứng đợi ở cửa phòng. Tôi nuốt nước mắt vào trong, cố gắng mỉm cười. Huệ mới về à? Huệ khẽ cúi xuống. Ừ, um, tìm tao có việc gì không? Ta qua thăm mày mà, mày khỏe không? Bạn bè gì mà ốm đau cả tháng trời, không thấy mày sang chơi với tao. Huệ bật cười. Thôi, vào thẳng vấn đề đi, mày tìm tao có việc gì? Tôi rơi nước mắt. Huệ, mày nói thật đi, mày và chồng tao có gì với nhau không? Tôi tưởng Huệ sẽ lo lắng khi tôi hỏi vậy, nhưng Huệ mặt cứ vênh váo lên. Đúng, tao với chồng mày có tình cảm với nhau đấy. Bạn ơi, bạn xem lại bản thân mình đi. Giờ trông bạn tiểu tụy quá rồi đấy Nếu cảm thấy bị nhà chồng ghẻ lạnh quá Thì bạn về quê với mẹ bạn đi Tôi ức quá giơ tay lên Để tát Huệ Nó tóm lấy tay của tôi Mày nghĩ mày đánh được tao à Tôi gào lên Con khốn nạn Sao mày làm vậy hả Mày là bạn của tao mà Huệ trừng mắt lên Bạn á Tao không có bạn Mày hiểu không Tôi xông vào đánh nó Nhưng do mới ốm dậy Sức khỏe yếu hơn nó Và bị nó đánh lại te tua nó túm tóc tôi và đập mũ bảo hiểm vào mặt của tôi và đầu tôi chăn chát tôi choáng quá lăn ra sân nó đạp vào mặt tôi liên tiếp tôi choáng và đau ú ớ không kêu cứu nổi đúng lúc nhà hàng xóm về mi lao vào ôm huệ ra có chuyện gì mà em đánh nó thế hả huệ còn già mồm nó láo tét chị ạ à? để em cho nó một trận nữa chị hàng xóm đẩy huệ ra thôi đi mày đánh nó dập mặt rồi đấy đánh nữa nó chết đấy cho nó chết cụ nhà nó đi láo à để xem lần sau có dám tới gây sự với em nữa không mọi người mới đỡ tôi dậy lấy khăn lau mặt cho tôi em có lau lắm không có chuyện gì xảy ra vậy sao nó lại đánh em ra nông nỗi này chứ tôi chỉ biết khóc không nói câu gì cả em gọi người nhà tới đón đi chị nghĩ em không tự đi xe về được đâu tôi lắc đầu em tự về được chị ạ à. huệ đóng cửa lại tôi cố đi ra chỗ xe máy đội mũ bảo hiểm, nhưng đầu tôi đau không chịu nổi. Tôi treo mũ vào xe, rồi trèo lên xe máy, nổ máy đi. Loạn choạng mất một lúc, tôi cũng lái xe được. Cuối cùng, tôi cũng về được tới nhà. Dì Lâm ra mở cửa, thấy bộ dạng bầm dập của tôi, dì hốt hoảng la lên. Cô Hồng, cô bị sao vậy? Sao mặt mũi cô sưng tím vậy? Thì dắt xe hộ tôi với. Vâng, để tôi dắt, cô vào nhà đi. Tôi bước vào loạn choạng và ngã ở giữa nhà. Chi và Ngân ngồi ăn cơm thấy vậy thì cười khẩy. Mẹ mới đi đánh nhau về à? Ở đâu vậy mẹ? Ngân tiếp lời Chi. Nhìn mẹ te tua bầm dập thế kia chắc là mẹ thua đậm rồi nhỉ. Dì Lâm ra đỡ tôi dậy. Cô có sao không? Có cần đi viện không? Chi bĩu môi. Không chết được đâu. Không cần phải đi viện đâu. Đúng không mẹ? Tôi vừa khóc vừa cười. Sao cuộc đời của tôi lại ra nông nỗi này chứ? tôi cố lên phòng nằm người tôi đau ê ẩm hoa mắt chóng mặt buồn nôn tôi nằm khóc một lúc sau thịnh về hôm nay thịnh về sớm chắc huệ gọi thông báo thịnh vào nhìn tôi chắc cũng thấy tội lỗi vì những gì mà anh đã gây ra anh ngồi xuống cạnh tôi rồi hỏi em có đau không anh đem tới bệnh viện nhé tôi ngẩng mặt lên khóc anh nhìn tôi đi tất cả là do anh gây ra đó sao lại nhẫn tâm với tôi như vậy chứ con huệ nó là bạn của tôi vậy mà anh và nó lại làm như vậy với tôi thịnh im lặng không nói gì cả nhìn mặt anh vô cảm lạnh lùng tôi muốn dậy đánh vào cái bản mặt đó của anh nhưng không còn chút sức lực nào nữa thịnh đi tắm rồi và hỏi một lần nữa em dậy đi anh đem tới bệnh viện tôi cố gào lên anh cứ mặc kệ tôi thịnh gắt lên người bị như vậy rồi mà không đi viện là sao sao cô ngu thế hả tự tìm tới gây sự với người ta nữa cô chán sống rồi à <laughs> anh nói tôi gây sự với cô ta ư tôi chỉ muốn tới xác nhận xem có phải là sự thật không vì tôi luôn coi cô ta là bạn thân của tôi thế nhưng mà không ngờ sự thật quá đau lòng cô ta còn đánh tôi thế này nữa anh vui lòng chưa thịnh không nói gì lên giường nhắm mắt lại tôi vẫn đau lắm không thể chịu nổi được nữa cứ khóc mãi tôi gào lên thịnh tức quá ngồi dậy quát tôi cô im đi ai bảo cô ngu Cô đi tìm họ làm cái gì Tôi tự có cách giải quyết của tôi Việc gì cô phải sồn sồn lên thế Giờ thì thiệt thân chưa Anh nói tôi sồn sồn sao Chồng tôi cặp kè với gái Tôi có thể ngồi yên được sao Sao lại nói bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy chứ Thình thở dài rồi gãi đầu Nếu anh nói sự thật Thì em có nghe anh nói không Tôi cũng không còn cách nào nữa Anh nói đi là thế nào Thịnh có vẻ hơi buồn Chuyện anh và Huệ là một tai nạn thôi hôm anh đưa mọi người đi ăn anh uống hơi nhiều và không hiểu tại sao khi tỉnh dậy anh thấy mình ở trong khách sạn với huệ thật sự là anh không nhớ gì hết nữa anh uống rượu rất tốt thế nhưng không hiểu tại sao lúc đấy anh lại không biết gì tôi gào lên anh đừng có biện minh cho việc làm sai trái của mình nữa anh nghĩ là anh lừa được tôi sao thị nhăn nhó anh nói thật đấy thật sự bây giờ anh thấy khó xử lắm anh định sẽ đưa huệ một khoản tiền để huệ rời khỏi đây em có thể giúp anh vượt qua chuyện này không tôi lau nước mắt anh nói thật hay là anh lại lừa tôi anh nói thật mà em mấy hôm nay huệ cứ làm khó anh anh mệt mỏi quá hôm nay em lại như thế nữa anh biết phải làm sao đây nhìn mặt thị tôi hiểu là anh đang nói thật với lại huệ là người khá thực dụng nó vẫn thường tìm cách moi tiền của những người có ý tán tỉnh nó nó chỉ cần tiền thôi Cũng có thể là nó đang lợi dụng Và moi tiền của chồng tôi Tôi cố gắng giữ bình tĩnh cho em cửa em nhà Nếu đúng như lời Thịnh nói Thì tôi sẽ cùng Thịnh vượt qua chuyện này Ở dưới nhà Chi và Ngân đang tò mò Không biết là có chuyện gì Mà cãi nhau ầm nhà thế nhỉ Ngân lắc đầu Chị không biết Hay là bố có gái ở ngoài Thấy cô ta bị vậy Có khi nào cô ta bị bồ của bố đánh te tua không nhỉ Trời Câu chuyện này sao Không thể tin nổi luôn Hôm nọ chị tới siêu thị Tìm bố Thấy có một cô gái ôm bố ở trong phòng khóc nữa Chắc cô ta là bổn nhí của bố rồi Chị cười Thế thì vui nhở Chị em mình không cần phải xử lý Thì cô ta cũng có người xử hộ rồi Ngân cốc đầu em gái Vui cái gì mà vui Cô này đi thì cô khác lại đến Rồi chị em mình á cũng hết hơi đấy Lo đếch gì chứ Giờ thấy họ đánh nhau là em thích rồi à chị tìm hiểu chuyện này đi nhé không lại ảnh hưởng tới chị em mình đấy ừ em mấy hôm sau thịnh đi làm về sớm hơn thấy anh có vẻ thành thật hơn quan tâm tôi hơn vừa nãy có số lạ gọi anh còn không nghe máy nữa phải chăng là huệ gọi tôi vẫn nhẹ nhàng với chồng để anh thấy yên tâm hơn tôi đang nghỉ ngơi cho khỏe để nghĩ cách giải quyết con huệ nó định cướp chồng tôi phá vỡ gia đình tôi ư tôi nhất định không để chuyện đó xảy ra đâu hôm sau thịnh tới siêu thị huệ liền chạy vào phòng ôm thịnh từ phía sau anh em nhớ anh xong qua em gọi anh không nghe máy vậy à thịnh gỡ tay huệ ra em bỏ tay ra đi không mọi người nhìn thấy đấy em không sợ em chỉ cần anh thôi còn mọi thứ em có cần đâu thôi anh xin em đấy hồng mới bị sốc vì mất đứa con giờ lại thêm chuyện này nữa cô ấy làm sao mà chịu nổi còn nữa từ giờ em mà động tới Hồng một lần nữa Thì đừng có trách anh Huệ thảo mai Là cô ta gây sự với em trước mà Em chỉ phòng vệ thôi Do cô ta mà Thịnh quát Thôi ra ngoài làm việc đi Chiều hết giờ Anh và em sẽ nói chuyện thẳng thắn với nhau Để chấm dứt chuyện này Anh không muốn dây dưa thêm nữa Huệ gật đầu Vâng vậy em ra ngoài làm việc đây Anh đừng cáo nữa nhé Huệ đi ra vừa lầm bẩm ở trong bụng Giải quyết à Xem mày giải quyết thế nào Tôi không dễ dàng bỏ qua cho anh thế đâu Tôi ổn hơn Mặt cũng đỡ sưng hơn rồi Tôi đi xuống nhà ăn trưa Chi cười Bố có bồ nhí à mẹ Tôi lắc đầu Không Làm gì có chuyện nói chứ Ngân bĩu môi Hôm nọ con nhìn thấy bố Ôm cô gái tóc ngắn ở siêu thị mà Chắc đợt này Mẹ nhìn tiểu tụy ốm yếu thế nên bố con chán quá Bố mới đi tìm gái đấy Tôi đang rất đau lòng rồi Chi và Ngân cứ xỉa sói và chọc ngoái lung tung Khiến tôi dối bời hết cả lên Chi còn bơm đều Mẹ cẩn thận kẻ cô bồ nhí ấy Đá bay mẹ ra khỏi cái nhà này đấy mẹ ạ à. Ngân nói thêm Thời buổi bây giờ mạnh ai người ấy thắng đó Mẹ nhìn yếu đuối thế này Chắc bị đá ra khỏi nhà thật đấy Tôi tức quá quát lên Hai đứa im đi Chi và Ngân há hốc mồm kinh ngạc Vì lần đầu tiên tôi dám gắt lên với chúng chi chửng mắt mẹ quát ai đấy tôi hạ giọng xuống mẹ mẹ xin lỗi chi và ngân bỏ lên lầu vừa đi ngân còn lầm bầm đã vô dụng lại còn yếu đuối thế thì làm ăn gì được hết giờ làm việc huệ vào phòng của thịnh ngồi chờ nó ngồi ăn bánh như ở nhà nó vậy mặt nó cực kỳ vênh váo thịnh thở dài mình đi uống cà phê nhé huệ thỏ thẻ đi cà phê làm gì chứ sao mình không đi khách sạn nghỉ ngơi một lát nhỉ anh có chuyện nghiêm túc muốn nói với em. Anh rất nghiêm túc đấy, em đừng cợt nhả với anh." Huệ nhăn nhó, "Anh làm gì mà khó chịu với em thế?" Thịnh đứng dậy, "Đi thôi." Huệ theo Thịnh đi ra xe ô tô, thấy mặt Thịnh khó chịu nên nó cũng biết thân biết phận mà im mồm lại. Thịnh đưa Huệ ra quán cà phê, hai đứa ngồi nói chuyện với nhau. "Anh muốn nói gì với em vậy ạ?" À? Thịnh rất nghiêm túc nhìn Huệ. "Chuyện lần trước, anh rất lấy làm tiếc." Và thật lòng xin lỗi em Anh cũng không thể nhớ ra được Là mình đã làm gì với em cả Nhưng đó là một tai nạn không may thôi Và anh không muốn làm vậy với em đâu Huệ bật cười Anh sai thì làm sao mà anh nhớ được Đàn ông các anh tệ thật đấy Chiếm được rồi thì lại muốn đá họ đi Anh không nhớ gì thật mà Em có chắc là anh đã Thôi đi Chẳng lẽ em lại không rõ ư Chính anh kéo em lên xe Và đưa em tới khách sạn đó Giờ anh lại nói là anh không nhớ gì ư Thịnh thở dài rồi bảo Thôi được rồi, cứ cho là như vậy đi Giờ anh tính thế này Anh chuyển cho em 100 triệu Rồi em về quê tìm việc khác làm đi Chúng ta chấm dứt tại đây đi Vì chúng ta không hề có tình cảm với nhau Đó chỉ là một tai nạn không may xảy ra thôi Anh thật lòng xin lỗi em Và muốn chấm dứt chuyện này với em tại đây Huệ gắt lên Tại sao em không đồng ý đâu Em còn trẻ Tương lai rất rộng mở phía trước Anh thì có vợ con rồi Anh lại nhiều tuổi Việc gì em phải làm như vậy? Nhưng em yêu anh, em muốn làm vợ anh, em sẽ không từ bỏ đâu. Mọi người ở quán thấy Huệ nói to quá, nên cứ nhìn nhìn khiến Thị ngại. Em đừng có la lên như vậy, mọi người cười cho đấy. Em cứ la lên đấy, anh ngủ với em rồi, dành định chối bỏ trách nhiệm sao? Không dễ như vậy đâu. Thị bực lắm rồi. Thế bây giờ em muốn gì hả? Em muốn ở bên anh. Nhìn thái độ vinh váo của Huệ. Thịnh mệt mỏi. Anh sẽ không bao giờ qua lại với em nữa. Còn em, cũng xin nghỉ việc đi là vừa. Anh không thích nói nhiều đâu, một là ra đi và nhận tiền, hai là ra đi tay trắng đấy. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi rồi bảo anh. Thịnh đứng dậy ra về, Huệ lại lóc cóc chạy theo sau. Anh ơi, chờ em với. Em bắt taxi về đi, lát nữa anh sẽ chuyển tiền vào tài khoản của em, anh về đây. Thịnh đi rồi, Huệ tức lắm, nó nghiến răng. Con này chỉ đáng 100 triệu thôi sao Sao bẻo quá vậy Thịnh chuyển tiền vào tài khoản của Huệ Rồi đi về nhà sớm Tôi hỏi chồng Anh về rồi à Anh có mệt không Thịnh ôm lấy tôi Anh xin lỗi vợ Vợ tha thứ cho anh nhé Thật ra anh không hề muốn như vậy đâu Có chuyện gì về anh Anh vừa chuyển cho Huệ 100 triệu Và muốn chấm dứt chuyện đó Nhưng liệu Huệ có từ bỏ không Tôi động viên chồng Thôi cứ từ từ rồi vợ chồng bình tĩnh nhé em tin vào anh và luôn ở bên anh mà tôi và thịnh sống bình yên bên nhau được một tuần thì huệ gọi cho tôi mày còn gọi cho tao à có chuyện gì nữa tao muốn gặp mày gặp nói chuyện một lát đi tôi đồng ý nhưng lần này tôi tỉnh đòn hơn tôi đi gặp huệ và bảo thịnh cho người đi theo bảo vệ tôi chứ lần trước một mình tôi đi gặp nó tôi bị nó đánh te tua tôi sợ quá rồi nó hẹn tôi ở quán trà sữa mà ngày trước tôi và nó hay ngồi tới rồi à ngồi đi tôi ngồi xuống bình thản có chuyện gì mà mày muốn gặp tao vậy cứ bình tĩnh rồi tao nói mà mày gọi đồ uống đi rồi rồi huệ bắt đầu nói tao biết là tao sai rồi nhưng hôm đó anh thịnh sai quá và tao cũng sai nữa thật sự tao không muốn như vậy đâu vì mày là bạn của tao mà thôi đi bạn ạ à. giờ tôi không muốn nghe đâu nên được nói nữa nhận tiền sẽ rời khỏi đây đi ta sẽ bỏ qua cho mày từ giờ mày đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao nữa sợ tự dưng nó bật khóc nước nở khóc như chưa bao giờ được khóc vậy sao mày khóc nó lau nước mắt tao ân hận quá mày tốt với tao như vậy mà tao lại như vậy với mày tao ân hận quá tôi thở dài thôi không khóc nữa nếu mày ân hận ấy thì hãy sống tốt vào và đừng bao giờ gặp lại những chuyện như này nữa sợ huệ lau nước mắt nó ngừng khóc và nói rất bình thản. Ừ, ta sẽ sống tốt. Ngày mai ta sẽ đi phá thai, ta muốn chấm dứt chuyện này, ta sẽ không phiền mày và anh Thịnh nữa. Tôi đang cầm cốc nước cam, mà rơi xuống đất lúc nào không biết, tai tôi cứ ù ù. Mày, mày nói gì? Nó nói lại rõ ràng từng câu một. Mà ta đi phá thai và chấm dứt mọi chuyện ở đây. Mày yên tâm, ta sẽ không bao giờ xuất hiện ở trước mặt mày nữa và anh Thịnh nữa. Tôi sốc toàn tập. Đầu tôi cứ như bị một tảng đá đè nặng lên Huệ có thai với chồng tôi sao Tôi phải làm sao bây giờ Cái cảm giác mất đi hai đứa con ùa về Khiến đầu tôi nặng chịu Mày làm sao thế Sao mày khóc Câu nói của Huệ làm tôi chợt bình tĩnh Tôi lau nước mắt rồi nói À không có gì Mày mới có thai thì nên giải quyết sớm đi Rồi còn làm lại cuộc đời Thôi tao về đây Tôi đứng dậy như muốn chạy trốn tất cả Tôi đi về nhà Chạy lên phòng nằm khóc nước nở Suy nghĩ cứ lợn vợn trong đầu của tôi Huệ đi phá thai Đứa bé đâu có tội tình gì chứ Ngày trước tôi từng bị mất hai đứa con Nên tôi hiểu cái cảm giác mất con Nó đau đớn thế nào Mà giờ chính tôi lại là người ép Huệ phải bỏ con Tôi phải làm sao đây Huệ cũng khá mưu mô Nó cũng vào phòng gặp Thịnh Và nói y chang như vậy Rằng nó sẽ phá thai để làm lại cuộc đời Và nó cũng hứa sẽ nghỉ việc Và rời khỏi đây thịnh cũng giống tôi anh sốc lắm và dối trí không biết phải giải quyết mọi chuyện thế nào cho ổn thỏa hôm nay anh lại về muộn với bộ dạng say mềm thấy chồng thất thểu đi vào nhà tôi chạy ra đỡ chồng xanh về muộn thế lại uống say tới mức này chứ thịnh cười vẻ đầy sự đau khổ anh buồn quá đi uống một chút thôi mà em đừng giận anh nhé em đi ngủ đi muộn rồi đấy tôi đỡ chồng tôi nằm lên giường nhìn bộ dạng đau khổ của anh tôi không thể chịu nổi và tôi ngồi khóc như mưa tôi suy nghĩ cả đêm không ngủ được và với cái tính thương người và quá tử tế của tôi tôi đã quyết định để huệ giữ lại cái thai và tôi sẽ làm xét nghiệm nếu đứa bé đó đúng là con của thịnh thì tôi và thịnh sẽ chăm sóc cho mẹ con huệ tới lúc huệ sinh con sinh con xong huệ sẽ để đứa bé lại cho tôi và thịnh nuôi và rời khỏi đây làm lại cuộc đời sau khi nghe tôi nói vậy thịnh cảm động lắm Thịnh còn ôm tôi khóc nữa Anh nói cả cuộc đời của anh Chưa có ai đối xử tốt với anh như vậy cả Anh hứa sẽ trân trọng tôi cả đời này Còn về phía Huệ Thì nó cũng đồng ý Nhưng thêm một điều kiện Là đẻ thuê cũng phải có cái giá của đẻ thuê Và nó đòi sau khi nó đẻ xong Tôi và Thịnh phải chuyển cho nó 500 triệu nữa Coi như là trả công đẻ thuê cho nó Ok Tôi và Thịnh đã đồng ý yêu cầu của nó Những tưởng mọi chuyện êm xuôi thì nó sức khỏe cũng kém Chả còn cách nào khác Nên tôi và Thị đón nó về nhà Để tiện chăm luôn Ngày tôi và Thịnh dẫn nó về nhà Khiến tất cả mọi người sốc Chi và Ngân há hốc mồm kinh ngạc Thịnh bảo dì Hà dọn cho Huệ một phòng Và dì Hà có trách nhiệm Chăm sóc cho Huệ từ bây giờ Cho tới lúc Huệ sinh con Ăn tối xong Huệ lên phòng nằm Thịnh ra ngoài có việc Chi hỏi tôi Chuyện quá sẽ đang diễn ra vậy mẹ À vì Huệ có thai với bố con Nên mẹ không còn cách nào nữa Giờ chỉ biết chờ tới ngày Huệ sinh con ra Mẹ và bố con sẽ nuôi đứa bé Các con hãy nghĩ là Huệ đẻ thuê cho bố con thôi Như vậy mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn Chi nó cười Mẹ trẻ ngu ngốc của tôi ơi Cô ta đẻ xong có để đứa bé lại hay không Thì đâu ai biết trước được chứ Sao mẹ ngu ngốc tới vậy hả mẹ Huệ nói sau khi Huệ sinh con Thì chuyển cho cô ta 500 triệu Rồi cô ta đi khỏi đây Mẹ tin cô ta Các con cũng cứ tin cô ta một lần này đi nhé Ngân nhìn tôi cười nhạo Con sợ chưa tới ngày cô ta sinh con Thì cô ta đã bay mẹ ra khỏi ngôi nhà này rồi Ngu ngốc tôi thế là cùng chứ Vì mẹ ngu Nên mẹ sẽ phải trả giá đắt thôi Bị hai đứa con của chồng sỉ nhục Tôi đau và uất hận lắm Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng Từ khi Huệ về nhà chúng tôi ở Trộm vía sức khỏe của Huệ cũng ổn hơn Và may là Huệ không bị ngén nếu món gì cho nó là nó cũng chén hết mới một tháng mà nó béo trắng ra luôn tính nó lại khá vô tư chẳng sợ trời sợ đất gì cả mặc dù nó biết chi và ngân khó chịu khi nhìn thấy nó nhưng nó cũng không sợ mà nó còn đi siêu ngươi thêm cơ sáng chi và ngân đi học đã thấy nó ngồi ăn nho ở bàn ăn trong lúc chờ dì lâm làm đồ ăn sáng cho nó chiều chi và ngân đi học về lại thấy nó ngồi vắt vẻo ở sofa vừa gặm sườn nướng vừa xem tivi và cười khanh khách Khỏi phải nói Chi và Ngân điên lắm Nhưng chưa có cơ hội ra tay Vì giờ có thêm tôi ở nhà canh trường cái huệ Nên chúng nó cũng e rẻ Chi vào phòng Đánh với cặp xuống giường hậm hực Em cay với con Huệ lắm rồi đấy Nhìn cái mặt nó vênh váo Em điên tiết quá Ngân cao mày Ta cũng thế Nhưng mà giờ có bà Hồng Cứ 24 trên 24 canh nó Thì mình làm được gì nó Thế mình phải chịu đựng nó sao phải chấp nhận nó đẻ con ra Rồi nó tranh tài sản với chị em mình à Ngân nằm suy nghĩ Để tao tính đã Chi chợt nói Chị à em nghĩ ra cách này Chị xem có được không nhá Cách gì Mình làm gì đó và đổ vạ cho bà Hồng Một mũi tên trúng hai con chim đó chị Rồi Chi và Ngân ngồi bàn với nhau Để chuẩn bị ra tay Sau khi ăn tối xong tôi lên phòng nằm Con Huệ vào nằm cùng Sao mày vào phòng tao nó cười nhe nhởn Làm gì mà căng thế Tao nằm nhờ tí thôi mà Tôi không nghĩ lại có lúc Nằm cùng con bồ của chồng mình thế này Tao đéo thích đấy Mày cút về phòng mày đi Nó cứ nhe răng ra cười Tao muốn nói chuyện với mày một lát Mày nghe tao nói nhá Ừ nói đi Nhanh tao còn ngủ Sự nó nói một cách nghiêm túc Một tháng tao ở đây Tao đã suy nghĩ nhiều rồi Và tao không nghĩ là mày lại tốt với tao như vậy Phải chăng là tao đã sai thật rồi Tao tệ với mày như vậy Mà mày lại chăm sóc cho tao tận tình Hồng ơi tao xin lỗi mày nhá Tôi mặt cứ đơ ra Không hiểu tôi nghe nhầm Hay nó bị tẩu hỏa nhập ma nữa Hồng nghe tao nói này Tao ở đây khi nào đẻ xong tao sẽ đi Nhờ mày và Thịnh nuôi con nhá Tôi giờ mới biết Là mình không nghe nhầm Thì tao lo cho đứa bé thôi Vì tao từng mất đi hai đứa con Nên tao rất sợ cái cảm giác đó Thôi mày đừng nghĩ nhiều ảnh hưởng đến con để xong tao sẽ đi Tao hứa đấy Tao xin lỗi vì đã làm khổ mày Tự dưng tôi lại mủi lòng Nghe nó nói tôi lại tin Được mày yên tâm đi Tao sẽ lo cho con thật tốt Mày tin tao chứ Nó gật đầu Tao tin mày Nói xong Huệ đi về phòng ngủ Còn tôi lại miên man suy nghĩ Giờ tôi mới biết tôi không hề căm ghét Huệ Mặc dù nó lừa chồng tôi Phá vỡ hạnh phúc gia đình của tôi Nhưng tôi vẫn luôn tử tế với nó có lẽ đó là lý do nó lại cảm thấy có lỗi với tôi. Tôi tin nó sẽ hiểu ra mọi vấn đề sớm thôi. Thịnh đi làm về hỏi tôi. Em chưa ngủ à? Dạ em chờ anh về. Thịnh cau mày. Lần sau em cứ ngủ trước đi. Biết giờ nào anh về mà đợi anh chứ. Em không sao mà. Em muốn chờ anh về. Để em lấy quần áo cho anh đi tắm nhé. Thịnh tắm xong rồi đưa tôi đi ăn đêm Vợ chồng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau Và Huệ cũng không bận tâm về Thị nữa Nó giờ chỉ lo ăn, ngủ Và chờ tới ngày sinh con Chứ nó chẳng bận tâm điều gì Nên tôi cũng thấy yên tâm Và thấy tin tưởng nó hơn trước Sáng nay tôi tự đi chợ về Nấu cho Huệ ăn Nó nói là thèm tôm hấp Nên tôi phải đi chợ sớm để lựa tôm tươi ngon Về hấp cho nó Chưa nhìn thấy tôi lúi húi nấu nướng Thì bảo với Ngân Bà Hồng đang hấp tôm đấy Chắc hấp cho con Huệ ăn không biết bà ta có bị tê não không nữa Ngu hết phần thiên hạ Có ai như bà ta không hả chị Bà ta hấp tôm à Tao nghĩ ra ý này nhá Tôm chín tôi bày ra đĩa Để ra bàn rồi lên gọi Huệ Thì Ngân và Chi đã nhanh tay Đổ thuốc vào đĩa tôm Rồi đi học luôn lúc đó Tôi gõ cửa Huệ ơi dậy chưa Dậy rồi vào đi Tôi mở cửa vào Thì nó đang xem điện thoại tôi liền bảo Mày đang có bầu Xem điện thoại ít thôi không tốt đâu đấy nó cười đầy hàm ý Nhờ cái điện thoại này Mà tao biết được nhiều thứ hay lắm Hồng ạ Tôi ngây thơ hỏi nó Biết những gì thế Nó bật cười Mày vẫn ngốc như ngày xưa Hồng ạ Tao bắt đầu thấy lo cho mày rồi đấy Và tao cũng lo cho con của tao nữa Liệu sau này mày có bảo vệ được nó hay không Tôi vẫn chả hiểu gì cả Mà nói linh tinh cái gì vậy Thôi dậy ăn tôm đi Tao hấp chín rồi đấy Xuống ăn cho nóng Không lát nguội lại mất ngon Huệ nhìn tôi thở dài Nhưng tôi đang bận chuẩn bị món sườn nướng Nên tôi chạy xuống trước Rồi cái Huệ cũng đi xuống theo Nó ngồi vào bàn Nhìn đĩa tôm nóng hổi Nhìn cũng ngon đấy chứ Tôi cười Ăn đi Lát tao nướng sườn cho Nó nhìn ngó xung quanh Thấy dì Lâm Đang quét cổng Còn dì Hà đi chợ Nó bảo tôi Mày phải cẩn thận với hai đứa con riêng của ông Thịnh đấy Bọn nó có học thức Mà tâm địa xấu xa lắm đấy Tôi dừng tay nhìn nó Sao mày lại nói vậy Tao nói vậy để mày biết mà tránh Thôi tao bê tôm lên phòng ăn nhá Sao không ăn ở đây luôn đi Rồi tao dọn cho Thôi mang lên phòng ăn Tao đang xem phim dở nữa Nói rồi nó bê đĩa tôm lên phòng Tôi đang dở tay nên cũng kể Nó muốn làm gì thì làm Huệ bê đĩa tôm lên phòng Nó đổ vào túi bóng đen buộc lại Và ném vào thùng rác rồi mang đĩa xuống Tao ăn xong rồi này trả đĩa cho mày đây Tôi chố mắt ra cái gì đây? Mày nuốt trưởng hả? Ăn gì mà nhanh thế? Vỏ tôm cũng không có luôn. Nga cười. Ta nuốt cả vỏ luôn rồi. Thôi mày nướng sườn đi. Tao đói rồi. Tôi hoang mang thật đấy. Nó vừa hốc xong một cân tôm rồi đã kêu đói rồi. Đấy. Bổ bí ăn tốt thế mới thích chứ. Ờ. Chờ tao 30 phút nữa là có sườn ăn nhá. Mau lên. Tao đói quá. Nó ra nằm ở sofa chờ Tôi nhìn nó như đứa trẻ con đói rồi đòi ăn tôi lại thấy vui vui tự dưng tôi có cảm giác như tôi là mẹ của nó vậy tôi bê sườn nướng ra đây xong rồi đây ăn đi nó cười ôi nhìn ngon thế mày cũng ăn đi tôi và nó ngồi ăn cười tươi vui vẻ rồi tự dưng nó nhìn tôi hỏi đời trước mày bị sảy thai ở nhà tôi thoáng buồn khi nhớ lại ừ tao bị ngã nó nhìn tôi dò hỏi Mày có thấy nghi ngờ gì không Sao mày lại hỏi tao vậy Nó gắt Nói chuyện với mày ý, bực bỏ mẹ lên được Nhưng thôi tao cũng hiểu được phần nào rồi Mày có ý gì thế Nó chắp tay lại tôi mới lại Tao lại mày Sao mày lại ngây thơ tới vậy hả Hồng ơi Nhưng mày yên tâm Rồi tao sẽ tìm hiểu và tìm lại công bằng cho mày Coi như tao trả lại cho mày Vì những chuyện mà tao gây ra cho mày tôi còn bận bao nhiêu việc Chả hơi đâu mà ngồi nên nói đạo lý cả Chiều Chi và Ngân đi học về Bước lên cầu thang Thì gặp Huệ đi xuống Chi vây mặt Tránh ra để tôi đi đi Thấy tôi lên mà không biết đường tránh à Huệ cười Thế bố hai đứa không dậy Là hai đứa phải nhường đường Cho người già và phụ nữ có thai sao Hừ, Cô cũng gớm đấy nhỉ Để thuê thì nên biết thân phận đi Không thì không có kết cục tốt đẹp đâu nhá Huệ nhếch mép Tôi không có ngu ngốc như mẹ hồng của hai đứa đâu Hai đứa cứ chờ mà xem nhé Chi hơi bất ngờ trước thái độ của Huệ Một đứa đẻ thuê lại vinh mặt lên với chủ nhà Nó tức lắm, giơ tay lên, định tát Huệ Huệ tóm lấy tay của Chi và giữ chặt lại Chi cố giật ra Bỏ tôi ra, cô làm cái trò gì thế hả? Cô dám giơ tay lên đánh tôi à? Cô vẫn còn non và xanh lắm Ngân thế thế lao vào bên em gái thì huệ đạp cho một phát ngã lăn xuống đất rồi huệ đạp luôn cả chi bay xuống theo chị gái của mình chi và ngân choáng quá định bò dậy sông vào đánh huệ thì tôi đi ra nhìn thấy tôi vội la lên chuyện gì thế này hai đứa định làm gì đấy chi và ngân lùi lại chi gầm lên nó láo toét đánh con đấy mẹ để con xử nó huệ nó thản nhiên cái gì cũng có giới hạn của nó thôi vui thôi chứ đừng vui quá kẻo phản tác dụng đấy Tôi xua tay Thôi Chi và Ngân về phòng đi Huệ mày cũng lên phòng đi Còn Huệ vinh mặt lên Không Tao đói Tao đi xuống xem Già nấu gì cho tao ăn Chi quát tôi Mẹ thấy chưa Cô ta có thái độ vậy đấy Đẻ thuê mà cứ như nhà chủ của cái nhà này vậy Mẹ ngu vừa thôi chứ Chi và Ngân vùng vằng đi về phòng Còn Huệ cứ lườm tôi Sao mà để chúng nó nói mày thế hả Dù gì bây giờ Mày cũng là mẹ của chúng nó cơ mà Hỗn láo, phải tao á, tao tát chết Thôi tao xin Mày đừng dây dưa vào chúng nó nữa Giờ mày đang mang thai đấy Dưỡng thai thôi, còn kệ bọn nó đi Huệ lử mắt Tao còn ở đây ngày nào thì bọn nó cứ liệu đấy Tao để thuê cho bố mẹ nó Chứ tao để thuê cho chúng nó đâu Mà chúng nó thái độ với tao như vậy chứ Mày hiền quá rồi còn khổ với chúng nó đấy Huệ sau khi chén hết con gà luộc Ấm bụng rồi mới lên tính sổ với Chi và Ngân Nó lôi túi tôm trong thùng rác đi ra Và đi tới gõ cửa phòng Chi và Ngân Mở cửa ra đi Chi bảo Ngân Cái con điên kia Nó định làm cái quái gì không biết nữa Có nên mở cửa không chị Ngân bị Huệ đạp một phát lúc nãy Ngã lăn ra cũng hơi ái ngại Hay nó nghi ngờ vụ tôm rồi Nhìn ánh mắt của nó Tao cứ sợ sợ Chi vẫn còn vinh váo Nó làm sao mà biết được hả chị Thôi kệ đi em ra mở cửa đi chi ra mở cửa huệ cầm túi tôm vào có chuyện gì huệ cười, <cười> chúng mày giỏi lắm định động vào con của tao à chi có vẻ bất an nhưng cố tỏ vẻ như không có chuyện gì cô nói linh tinh cái gì vậy cô nên biết thân biết phận của mình đi huệ liền ấn thẳng túi tôm vào mặt của chi nó gầm gừ lên chúng mày định hại con của tao à không dễ thế đâu đây tôm của chúng mày đấy nuốt hết đi lũ chó má này. Chi vùng vẫy đẩy túi tôm ra thì Huệ càng ghi chặt hơn. Ngân choáng quá vội chạy ra gạt tay của Huệ. Huệ ném túi tôm vào mặt Ngân. Tôm rơi đầy trên giường và nền nhà. Chi tức quá cầm cái ghế lên ném Huệ. Nhưng Huệ né được nên cái ghế bay thẳng vào chiếc gương vỡ tan. Huệ cầm cái ghế ném lại Chi rồi cầm lọ hoa chọi Ngân. Tôi đang chuẩn bị đồ ăn cùng dì Lâm ở dưới bếp Cứ thấy tiếng la hét đập đồ loảng xoảng ở trên lầu dì ngân lắng tai nghe nhà ai đánh nhau thế nhỉ tôi ngẩng lên tiếng gần lắm gì ạ à? hay là ở trên lầu tôi và dì lâm nhìn nhau rồi hốt hoảng chạy lên lầu thì thấy huệ đang trong tình trạng một tay túm tóc ngân một tay cầm ghế ném chi tôi và dì lâm há hốc mồm luôn sợ chưa lần đầu tiên tôi được xem màn đánh nhau của một bà bầu và hai đứa thanh niên và hai đứa thanh niên kia lại bị bà bầu đánh cho tơi tả Tôi và dì Lâm lao vào can Tôi lôi Huệ về phòng Đóng cửa lại Rồi chạy sang xem Chi và Ngân thế nào Chi thì bị đập sưng u cả chán Còn Ngân thì bị chảy máu mũi Nhìn trên giường đầy tôm tôi mới hỏi Có chuyện gì vậy hai đứa Tại sao lại đánh nhau Do nông nỗi này hả Chi và Ngân ấm ức khóc Mẹ không thấy cô ta đánh con và chị Ngân sao Mẹ hỏi ngu vậy Để mẹ lấy thuốc cho hai con bôi nhá Nó quát tôi Không cần mẹ đừng có mà giả tạo Mẹ đưa cô ta về để trả thù chúng tôi sao Tôi còn chưa hiểu chuyện gì cả Sao con lại nói vậy Mẹ đâu có ý gì đâu Ngân vội chen ngang À không có gì Nó nói vu vơ đấy Mẹ về phòng đi Chúng con không sao đâu Tôi ra ngoài để dì Lâm dọn phòng cho hai đứa Tôi lo lắm Lát anh Thịnh về Biết chuyện là chết cả lũ Tôi sang phòng cái Huệ Sao mày đánh chúng nó như vậy chứ Lát anh Thịnh mà về biết chuyện á Là chết đấy Ta không bênh nổi mày đâu nó nhai sang ra cười, ta đố hai con điên đó dám mách bố nó đấy, cho thêm tiền cũng đéo dám nhá. mày bị hâm à kiểu gì chúng nó cũng mách là bị mày đánh đau như vậy mà. nó cười cười, mày không tin thì cứ chờ xem. tôi lắc đầu, ta chịu thua mày rồi đấy, thôi tôi đi làm đồ ăn đây. Huệ nói không sai tẹo nào cả. Thịnh về rồi ngồi ăn cơm, thì hai cô con gái mặt sưng vù lên, thì hốt hoảng. Hai đứa bị sao thế này Sao mặt mũi lại thế kia Tôi sợ rúm đít vào Thôi chết rồi Thế nhưng lạ quá Cái Chi lại cười trả lời bố Dạ lúc chiều đi học về Hai chị em con bị ngã bố ạ à. Các con đi đứng kiểu gì thế Thế có đau lắm không Dạ không sao đâu bố Bố đừng lo gì nhá Tôi thở vào nhẹ nhõm Quay sang nhìn Huệ Nó vẫn đang gặm cái đùi gà Mặt tỉnh bơ luôn Sau vụ đó Chi và Ngân lại càng cay Huệ hơn lại cái bài cũ Chi và Ngân lại đổ dầu ăn ở cầu thang để hại Huệ. Sáng sớm chủ nhật Cả nhà ngồi ăn sáng Thịnh nói với dì Lâm Dì Lâm lên gọi Huệ dậy ăn sáng đi Rồi hôm nay cả nhà mình về quê chơi một buổi nhé Dì Lâm vội vàng Vâng để tôi lên gọi Chi định bảo dì Lâm không phải lên đâu Thì dì Lâm đã chạy tới cầu thang rồi Dì Lâm bước vào chỗ có dầu ăn Thế là vô mặt xuống cầu thang Dập cả mũi Chảy be bét máu con Huệ đi xuống đỡ dì Lâm Dì sao thế Mắt để ở đâu mà ngã dập mặt thế này Khổ quá Dì Lâm ôm mặt khóc tu tu Sau đó Ngân phải đưa dì Lâm tới bệnh viện Báo hại cả nhà không đi chơi được nữa Tối đó Huệ sang phòng bảo tôi Tự dưng ở cầu thang lại có dầu ăn mẹ Thế à tôi cũng không biết nữa Huệ nhìn tôi Lần trước ấy mẹ cũng bị ngã trượt chân có đúng không Ừ um. Nó thở dài Vậy là đúng rồi tí nữa thì người ngã ở cầu thang là tao đấy chứ không phải là gì lâm đâu. Lúc này tôi mới mơ hồ. Ý mày nói là có người cố tình đổ dầu ăn ở cầu thang à? Vậy ai làm chuyện đó chứ? Còn ai ngoài hai cô con gái của chồng mày nữa? Mày ngây thơ vừa thôi chứ. Mày cứ sống thế này mà được à? Sau khi nói xối bố là bị ngã xe, Chi và Ngân mới cảm thấy nhục nhã vô cùng, nhưng nó lại không dám nói bị huệ đánh. Vì sợ nếu bố nó điều tra ra chuyện này Sẽ lộ ra cái vụ nó bỏ thuốc vào tôm cho Huệ ăn Thì nó và Ngân cũng chết với bố nó Nên chị em nó cắn răng chịu đựng Chi nằm xoa xoa vết bầm trên chán Tức quá đi mất Sợ phải tính sao với con đĩ đó chứ Chưa bao giờ em thấy nhục nhã như ngày hôm nay Ngân thở dài Ta cũng vậy mà Đau ê ẩm khắp cả người đây này Chị mau nghĩ cách đi Em không thể chịu thêm nữa đâu Ngân bảo hay là thuê người xử nó nhỉ Như vậy an toàn hơn Chị em mình đỡ phải mạo hiểm nữa Đấy tùy chị quyết định đấy Chị làm thế nào thì làm Chị tống cổ luôn cả bà mẹ kế kia đi nữa Thì càng tốt Sau khi con hủy Nói thẳng vào mặt cho tỉnh Thì tôi bắt đầu thấy nghi nghi Hai đứa con của chồng Và bắt đầu dè chừng cẩn thận hơn Nếu đúng là hai đứa chúng nó Âm mưu hại con của tôi Thì thật đúng là đáng sợ Tôi cần phải tỉnh táo hơn Hồi đợt này cũng bụng lùm lùm rồi trông nó mệt mỏi hơn không còn tung tăng và hăng hái như trước nữa ăn cũng không được nhiều như trước tôi làm đồ ăn cho nó nhưng nó chả chịu ăn mấy đợt này mày khó chịu ở đâu thế tao thấy mày ăn uống kém lắm tao có thấy người mệt mỏi buồn bực lắm chả muốn ăn hay muốn làm gì cả tôi thấy lo lo thế chiều tao đưa mày đi khám nhé tao cũng muốn xem xem con có phát triển khỏe mạnh không nó gật gù ừ sau khi ăn uống xong tôi và huệ đi khám thịnh đi vắng nên tôi chở huệ bằng xe máy chở bà bầu nên tôi đi khá chậm con huệ ngồi sau cứ gầm gừ đi nhanh hộ tao đi mày đi như bò trên đường thế này bao giờ mới tới nơi thì cơm no bụng rồi cần gì phải đi vội vàng chứ cứ bình tĩnh mà đi hóng gió mát luôn nó chán quá không thèm nói gì thêm nữa vậy cũng tốt tôi càng đỡ váng đầu đi thêm một lúc nó vỗ vào lưng tôi nói nhỏ này này mày ơi Hình như có người theo ta và mày ở đằng kia. Tôi quay lại, đúng là có hai người đàn ông đi con quây, đội mũ, đeo khẩu trang, đi phía sau thật. Ý mày là hai người kia? Ừ, bọn đi theo mình một lúc rồi đấy. Mày thử dừng lại xem nó có vượt qua không? Tôi mới dừng xe lại, giả vờ lấy điện thoại ra, thì hai người đó cũng dừng lại, nhìn nhìn rồi ngó nghiêng, huệ bảo. Đúng rồi mày ạ, à, giờ mình đi thôi, xem bọn nó có đi theo mình nữa không. Tôi và Huệ nổ máy đi Thì hai người đó cũng nổ máy theo Còn Huệ bảo Tại sao bọn nó lại đi theo tao với mày nhỉ Tao không biết nữa Thôi chết rồi Có khả năng là bọn nghiện đấy Nó đi theo để chờ cơ hội cướp xe máy đấy Giờ tính sao đây Tôi hốt hoảng Tao không biết Thôi mày dừng xe lại đi để tao lái xe cho Mày đi chậm thế này Chết với bọn nó bây giờ Tôi dừng lại Và để cái Huệ lái xe nó bảo Mày bám chặt vào Tao phóng nhanh đấy Tao sợ lắm Mà mày đang có bầu đấy Phóng nhanh nguy hiểm lắm Nó gắt Bám chặt vào đi Nói nhiều thế Tôi vừa bám vào Nó liền rú ga Phi ẩm lên Và phóng tít mù luôn Tôi ngồi sau mà không nhìn thấy trời đất đâu cả Nó phóng cứ vù vù ấy Lần đầu tiên tôi thấy Cái đứa bụng to chở đứa bụng bé Phóng tít mù như thế Nó hỏi Mày quay lại đi Xem bọn nó còn đuổi theo không Tôi ngó lại Vẫn thấy hai tên đó đuổi theo vẫn còn kia kìa Nó gầm lên Mẹ nó chứ Để tao cho tụi nó hít bụi luôn cho nó chết Bám chặt vào Con Huệ viết gà hết cỡ lên Tôi thề là hoa hết cả mắt Giờ tôi chả nhìn thấy gì nữa Mà tôi chỉ thấy mờ mờ xa xa Là nại chuối và đĩa xôi thêm con gà luộc Bát hương nhang khói nghi ngút thôi Chứ chả thấy bóng người nào cả Con Huệ vẫn viết gà hết cỡ luôn Đi qua đoạn đường xấu đều ổ gà Và nó phóng thẳng vào cái ổ gà To chả bá giữa đường dầm một cái tôi bay ra khỏi xe luôn tôi lăn mấy vòng vào ven đường lóp ngóp bỏ dậy thì con huệ đã phóng tít tận đâu rồi và nó cũng không biết là tôi đã bay ra khỏi xe nó từ lúc nào nữa ơ huệ ơi tao ở đây cơ mà nhưng không còn kịp nữa nó phóng tận đâu rồi hai tên kia cũng phóng qua và cũng không nhìn thấy tôi ở ven đường luôn thôi xong rồi giờ còn mình con huệ lại đang mang bầu nếu bị chúng nó bắt thì sao đây Tôi lo quá mà không biết làm thế nào cả Tôi nhìn ngó xung quanh Thì thấy ở phía bên kia có quán nước Có một anh đang dừng xe Để mua nước mía Anh ta bước xuống Chìa khóa vẫn cắm ở xe Thế là tôi vội trèo lên Anh ơi che mượn xe tí nhá Rồi tôi phóng vù đi luôn Bà bán nước mía há mồm ra Không nói nên lời Còn anh chủ xe thì chạy theo ẩm ĩ lên Cướp cướp Dừng lại ngay Có ai giúp tôi không Có người cướp xe của tôi và thế là có mấy người đang đi đường Mới dừng lại hỏi Có chuyện gì về anh Cướp xe cướp xe Làm ơn giúp tôi với Thế là mấy người đó phóng xe đuổi theo tôi luôn Huệ thì bị hai tên kia đuổi Còn tôi đuổi theo Huệ Và hai tên kia Nhưng tôi lại bị bốn người đuổi theo Để bắt vì tội cướp xe giữa ban ngày ban mặt Mà giật đuổi của chúng tôi Làm náo loạn khắp khu phố Màn giật đuổi đó kết thúc Khi con Huệ nhìn nhầm cái chợ Thành cái đường lớn Nó đã lao thẳng vào chợ làm đổ hết những sạp hoa quả của người ta bưởi táo sầu riêng lăn hết tùm lum luôn rồi cả xe của nó lao thẳng vào cửa hàng quần áo mọi người trong chợ được phen khiếp vía một chị chạy lại đỡ nó khỏi đống quần áo em có sao không xe bị mất phanh à xe phóng nhanh thế nó xoay một vòng thì không bị làm sao cả nó cười toe toét cảm ơn chị em không sao ờ may quá em đang bầu bì nữa lần sau cẩn thận vào nhá con Huệ chưa kịp trả lời Thì xe của hai tên kia cũng đuổi tới Hai tên lao vào chỗ hoa quả Lăn ở dưới đất Xe bị dê bánh Khiến hai tên ngã lăn lông lốc Con Huệ chạy ra Mồm hết toáng lên Tay thì bê sầu riêng chạy vào người tên kia liên tục Cướp xe Mọi người ơi Hai thằng này cướp xe của em Hai tên kia đau quá Chưa kịp nói câu gì Còn con Huệ thì bê hoa quả lên Chạy hai tên kia Và la ẩm lên Cướp Cướp xe mọi người ơi hai thằng cướp tôi đập chết chúng mày mọi người thấy huệ chọn hai tên cướp ác quá bên lao vào giữ huệ lại cháu ơi bình tĩnh đi cháu họ trộm xe của cháu à huệ gật đầu lia lịa đúng rồi cô ạ à? để cháu chọn cho chúng nó chết đi không cho chúng nó đẻ trứng ạ à? mọi người mới giữ tay huệ lại nó cướp xe của cháu à vâng đúng rồi ạ à. thế còn cái xe vét ba đỏ đang nằm trong quầy của bác kia là xe của ai vậy cháu con huệ lúc này mới ngớ người ra thôi chết là xe của cháu bác ạ à. mà đánh hai cái tên xấu xa kia cháu quên béng mất thế à cháu vào lôi ra đi để bác còn xếp lại đống đồ nữa con huệ chợt nhớ ra rồi bịt mồm thôi chết cha xe của mình vẫn còn nguyên kia có bị trộm đâu mà mình cứ đập hai tên này như đúng rồi ý nó ngại quá thì nhìn xuống thấy hai tên trộm mặt mũi bị nó chảy sưng vều hết lên cả rồi nó lấy tay che mặt lại cho đỡ ngại rồi ra quầy quần áo lôi xe ra Tôi cũng vừa phóng xe tới nơi Tôi dừng xe và chạy vào chỗ con Huệ Huệ ơi mày có sao không Tao lo cho mày quá Con Huệ thấy tôi thì mừng quính Mày đấy à Mày nhảy xuống lúc nào thế Tao cũng lo cho mày lắm Tôi cau mày Tại mày đi nhanh quá Tao bay ra lúc nào mày còn chả biết Giờ mày không sao là tao yên tâm rồi Nó gãi đầu mặt cực kỳ ngu Tao không sao Xe cũng không sao Nhưng tao lại chọn hai thằng kia luôn rồi Ta có tưởng bọn nó trộm xe Nhưng mà không phải Xe vẫn nằm trong quầy quần áo cái kìa Tôi hoang mang quá Sao mày lại chọi chúng nó kinh thế Giờ tính sao đây Thôi kệ đi Thả giết nhầm còn hơn bỏ sót Mấy người đuổi theo tôi cũng tới nơi Cả công an cũng tới nữa Và chúng tôi bị tống hết lên xe thùng Trở về đồn công an Tôi được thêm cái tội cướp tài sản nữa Lên xe thùng rồi Con Huệ còn ngây thơ hỏi tôi Mày cướp xe máy của người ta à? Nhà mà đâu có thiếu tiền đâu mà phải làm như vậy Tao không cướp Là tao mượn xe nhá Tao hỏi đang hoàng rồi mà Nếu không như vậy Thì tao chạy bộ đuổi theo mày làm sao được Thịnh nghe tin Thì lập tức đến đồn công an để giải quyết Và sau khi điều tra ra hai người đàn ông Theo dõi chúng tôi kia Thì họ khai ra là Do Chi và Ngân Thuê họ để theo dõi chúng tôi Thịnh sốc lắm Anh bảo lãnh cho tôi và Huệ ra về Về tới nhà Anh lao thẳng lên phòng của Chi và Ngân đập cửa chi mở cửa ra nói chuyện với bố chi ra mở cửa có chuyện gì về ạ à? thịnh đi vào thấy ngân đang buôn điện thoại thịnh quát tắt cái điện thoại đi hai đứa ngồi xuống đây nói chuyện với bố chi và ngân ngồi xuống bình thản có chuyện gì bố nói đi ạ à? hai đứa thuê người đi theo dõi mẹ hồng và huệ để làm gì hả mục đích của hai đứa là gì ngân cười à thì ra là chuyện đó hả bố con thuê họ đi theo Để bảo vệ mẹ và Huệ mà Bố làm gì mà lo lắng thế Thịnh đập tay xuống bàn Thôi con đừng có mà ngụy biển Thuê người bảo vệ sao Sao con không gọi công ty vệ sĩ Mà lại thuê hai cái thằng nghiện mới ra tù ra Tốt nhất đấy Lái đứa khai ra trước khi bố tìm ra sự thật Nhanh lên đừng để bố phải điên Chi lật giọng Giờ bố tin vợ của bố đến vậy cơ à Còn chúng con thì sao Chúng con là con ruột của bố đấy bố ạ à? Bố làm con thất vọng quá Thịnh giơ tay Tát chi bốp một phát Tôi và Huệ đứng ở ngoài nghe Tiếng thịnh quát Rồi tiếng chi và Ngân khóc ở Mỹ Căng quá Lần đầu tiên tôi thấy anh Thịnh đánh con đấy Huệ bĩu môi Hai cô con gái thâm hiểm thế Bị đánh không có oan đâu Mày thử nghĩ xem Nếu hôm nay tao với mày mà gặp chuyện Thì bây giờ còn đứng ở đây nữa không Huệ giở điện thoại ra cho tôi xem một đoạn video ghi lại cảnh Chi và Ngân đổ thuốc vào đĩa tôm hấp lần trước. Tôi sững sờ luôn, tôi ôm mặt khóc nước nở. Sao chúng nó có ăn cơ học lại độc ác như vậy chứ? Tao nghĩ việc mày xảy thai lần trước ấy cũng là âm mưu của chúng nó đấy. Chắc chắn nó sợ mày đẻ đứa bé ra, tài sản của bố nó phải san sẻ nên nó mới làm vậy. Giờ nó lại làm như thế với con của tao đây. Tôi cứ ôm mặt khóc không thôi. Giờ phải làm sao đây? Tao dối quá không nghĩ được gì cả Ta cho bố nó xem đoạn video này rồi Giờ để bố nó lo vụ này thôi Mày không cần phải nghĩ nữa Ba bố con vẫn nói nhau ẩm cả nhà Một lúc sau Thịnh bỏ về phòng Còn Chi và Ngân xếp quần áo vào vali Và lái xe ra khỏi nhà Tôi vội bảo anh Thịnh Chết rồi Hai đứa bỏ đi rồi anh ơi Anh nói chúng nó nặng lời quá đấy Giờ biết tìm chúng nó ở đâu bây giờ Thịnh quát Kệ chúng nó đi để xem chúng nó bỏ đi được bao lâu em đi ngủ đi ơ ờ, nhưng mà anh bảo em đi ngủ cơ mà nói cái gì mà nói chi và ngân thuê nhà nghỉ ngủ qua đêm chi khóc ấm ức chưa bao giờ bố đánh em như vậy vì chúng nó mà bố đánh em đấy bố thay đổi thật rồi chị ạ à. em hận chúng nó chị giờ mình phải làm sao đây ngân cười thôi ngủ đi kiểu gì á lát bố cũng tìm chị em mình thôi làm sao bố có thể bỏ mặc chị em mình được chứ chi và ngân ngủ tới nửa đêm thì ngân tỉnh giấc nó xem điện thoại thì không thấy cuộc gọi nhỡ nào của bố nó cả không có cuộc gọi nào cả nó thấy lo lắng nó đặt ra câu hỏi chị em nó bỏ đi mà bố không hề lo lắng sao không tìm chị em nó sao chẳng lẽ bố nó không còn thương chị em nó sao nó nằm nghĩ mãi không ngủ được chị em nó thua cuộc rồi sao sáng hôm sau dậy Chi và Ngân vẫn không thấy bố gọi Một tin nhắn cũng không có Chi hỏi Ngân Bố nhắn tin hay gọi điện không hả chị Ngân buồn bã Không thấy Chi trợn tròn mắt lên Ô hay chị em mình bỏ đi Mà bố không đi tìm sao Bố thay đổi nhiều quá rồi Trước á chỉ cần đi học về muộn 5 phút thôi Là bố đã lo lắng rồi Vậy mà bây giờ bố vì vợ Bố bỏ mặc luôn hai đứa con ruột của bố Thế giờ tính sao hả chị thì cứ ở đây bao giờ tiêu hết tiền rồi tính hai ngày sau tôi vẫn thấy Thịnh bình chân như vải tôi mới bảo Sao không đi tìm hai đứa về đi em cứ thấy lo lo anh ạ à. Anh mau đi tìm hai con về đi chuyện cũng lỡ rồi thôi anh bảo qua cho hai đứa nhá Thịnh cười em tốt thật đấy thế nhưng mà lần này phải để chúng tỉnh ngộ ra khi nào chúng nó tỉnh ra thanh đón chúng về cũng chưa muộn anh không thấy lo khi để hai chúng nó ở ngoài như vậy sao Thịnh cười Bây giờ thời đại 4.0 rồi mà em Yên tâm đi Hai đứa nó vẫn còn trong tầm kiểm soát của anh Vài bữa nữa hết tiền Là chúng nó mò về tìm anh thôi Em yên lòng chưa Dạ vâng ạ Chi và Ngân thuê nhà nghỉ ở Trong tài khoản vẫn còn tiền Nên hai đứa không thấy lo lắng gì cả Chi còn thách thức rằng Để xem bố nó bảo chị em nó được bao lâu Vốn quen thói ăn chơi đàn đúng Nên bây giờ lại không có ai quản chi và ngân chơi cùng bạn bè thông đêm suốt sáng luôn chẳng mấy chốc tiền cũng cản rồi ngân lại mượn tiền của bạn để tiêu xài dần dần số nợ càng nhiều chi và ngân bắt đầu chán nản hết tiền thì cũng hết bạn chơi luôn lúc còn tiền thì bạn bè đương vui như vậy từ lúc hết tiền thì chẳng thấy ai chi và ngân nằm ở phòng chị ơi chị gọi người ta xếp đồ ăn tới đây đi em đói bụng quá rồi ngân gắt hết tiền rồi lấy tiền đâu mà gọi bây giờ Ơ hết rồi á Em tưởng trong ví của chị vẫn còn mà Ngân cầm cái ví ném qua chỗ của Chi Đấy mày xem đi Không lại bảo tao giấu tiền Chi lục mãi Đếm được hơn 100 ngàn Nó hốt hoảng Còn có hơn trăm bạc thế này ư Lấy gì để ăn qua ngày đây chị Tao không biết Bố vẫn chả gọi cho chúng ta gì cả Cũng không tìm chúng ta Hay là bố từ chúng ta rồi chị Rồi tài sản của bố Lại về tay bọn người ngoài kia sao Mày hỏi tao thì tao biết hỏi ai đây Chi càng nghĩ càng út Nó không cam lòng Em không bao giờ chấp nhận chuyện đó đâu Có chết em cũng không chấp nhận Nhưng giờ phải làm sao hả chị Ngân nghĩ rồi chợt nói Mày có nhớ thằng quân tòng không Nó mới ra tù đấy À nhớ Cái thằng đi tù về Vì tội bắt cóc và cướp tài sản đúng không Sao nó ra tù nhanh vậy hả chị Đợt vừa rồi nhà nước ân xá Tao tính thế này nhá ngân ghé vào tai chi rồi nói: chi chố mắt ra, chị bị điên à? sao lại đi cấu kết với thằng xấu xa đó chứ? chi bằng chị em mình về nhà xin lỗi bố còn hơn. ngân gạt đi, mày mới điên đấy, tự dưng bây giờ vác cái mặt về ư? lại chết nhục với hai con người ngoài kia, tao thả mạo hiểm còn hơn phải chịu nhục nhá. nhưng em sợ lắm, không có gì phải sợ cả. cách đó vừa khiến bố lo lắng và tìm cách đón chúng ta về và chúng ta không phải ngại gì hết, quá ổn luôn. Tao quyết rồi, cứ làm như vậy đi. Và một ngày sau đó, Thịnh nhận được một cuộc gọi từ người lạ. Họ nói Chi và Ngân đang bị bắt cóc và người đó yêu cầu Thịnh chuẩn bị 5 tỷ đưa cho người đó thì tính mạng của Chi và Ngân mới được an toàn. Cả nhà tôi rất sốc trước tin dữ đó, không có ai có thể ngủ nổi. Thịnh cứ đi ra đi vào, trông anh lo lắng và đau khổ vô cùng. Nhìn anh tôi đau lòng lắm. Anh ơi, giờ phải làm sao hả anh? thịnh liên tục gọi lại cho người đó nhưng mãi họ mới bắt máy ông đã chuẩn bị tiền chưa tiền tiền tôi có đủ rồi xin các anh đừng làm hại con gái tôi tôi muốn được nghe giọng của con gái tôi có được không tên đó cầm điện thoại dí vào tai của ngân mà nói gì với bố mày đi ngân khảo khóc bố ơi cứu con cứu con bố ơi con sợ lắm thịnh bật khóc khi nghe tiếng của con bố đây con đừng sợ Bố sẽ đón hai chị em con về nhà Em Chi có ở đó không con Có Chi bị đánh đau lắm bố ạ à. Nó bị trói ở xó nhà cái kìa Tên đó cầm điện thoại lên lạnh lùng nói Sao Ông nghe rõ tiếng con gái mình rồi chứ Giờ thì làm theo lời của tôi đây Ông mang tiền tới cho tôi đi Nhớ là đi một mình đấy Ông mà báo công an thì ông xác định Đến mình mang xác con gái ông về Sau khi suy nghĩ thì Thịnh quyết định Sẽ mang tiền đến điểm hẹn và đi một mình theo yêu cầu của bọn chúng Thịnh lái xe gần tới nơi Và gọi lại để làm theo hướng dẫn của bọn chúng Chi và Ngân ngồi trên tầng 2 Của căn nhà hoang Để chờ bố tới Tên cầm đầu ra bảo Hai em cũng ghê quá nha Dám thông đồng với bọn tôi để lừa bố mình sao Thế các em không sợ Bố các em biết sự thật sao Ngân cười thì đôi bên cùng có lợi mà Bọn anh trả mất gì Cũng ôm một tỷ còn gì Tên đó bật cười Một tỷ thôi ư Em đùa anh à Anh lỡ bảo bố em 5 tỷ rồi Chi và Ngân há hốc mồm kinh ngạc Anh nói cái gì 5 tỷ sao Tôi nói 1 tỷ cơ mà Đã mất công ấy, thì làm luôn mẻ lớn Bố em thiếu gì tiền Chưa gì mà em đã sót ruột thế Có 5 tỷ thôi mà Chi gào lên Đồ ăn cướp Đã thỏa thuận là 1 tỷ thôi mà Anh đúng là cái loại khốn nạn Tên đó điên máu Tát cho Chi mấy phát Hắn gầm mặt lên Mày có thích già mồm không hả con chó Đừng để tao điên lên Tao đập chết mày luôn đấy Thịnh lái xe đi rồi Tôi và Huệ gọi điện báo cảnh sát Và nhờ họ giúp đỡ Vì không yên tâm nên tôi và Huệ cùng đi với cảnh sát Lập tức cảnh sát đã xác định được Vị trí của Thịnh Tại khu nhà hoang cách thành phố mấy chục cây Họ lập tức đi tới để giúp đỡ Thịnh Thịnh đã tới nơi Anh dừng xe Và cầm vali tiền Đi bộ thêm một đoạn nữa thì tới nhà hoang Tên cầm đầu đứng ở trên tầng nhìn xuống Thấy Thịnh tới một mình Nó bảo Chi và Ngân Bố của hai em tới rồi kìa Ngân nhìn xuống thấy bố nó Nó vừa mừng vừa sợ Nó bỗng thấy ân hận vô cùng Vì nó nông cạn nên bố nó khổ 5 tỷ là số tiền không nhỏ Nó vừa thương bố Vừa nghĩ tới thằng quân tòng Nó lại càng cay mũi Mới đầu đã thống nhất giao dịch là 1 tỷ Thế nhưng thằng quân tòng lại khốn nạn Đòi của bố nó những 5 tỷ nó nghĩ ngay tới việc sẽ cướp lại số tiền đó Mà giao dịch diễn ra nhanh chóng Tôi đã mang tiền đến rồi Làm đúng như lời các anh nói Giờ các anh thả hai con tôi về đi Quân Tòng cười Được tôi sẽ kiểm tra tiền Rồi thả hai đứa nó ngay Sau khi kiểm tra tiền đầy đủ Quân Tòng gật đầu Được rồi con gái của ông ở trên tầng 2 kia Ông lên đón con của ông đi Thịnh vội vã chạy lên tầng 2 để tìm Chi và Ngân Quân Tòng lên xe của đồng bọn Chờ sẵn ở gần đó để tẩu thoát Vừa chạy lên tới nơi Thịnh đã nhìn thấy Chi và Ngân Anh mừng tới nỗi bật khóc Chi ơi, Ngân ơi, bố đây Chi vội chạy ra ôm chầm lấy bố Bố ơi, bố, con sợ quá Rồi Ngân cúi đầu lặng lẽ Không dám nhìn bố Thịnh lại ôm Ngân Ngân, con không sao chứ Gặp lại hai đứa rồi, bố mừng quá Nào chúng ta về nhà thôi con Ngân hỏi bố Bố mang 5 tỷ cho thằng Quân nữa Ừ Thằng chó nó lừa bố đấy Mới đầu đã thống nhất là 1 tỷ rồi Mà nó lật giọng Thằng chó Thịnh ngạc nhiên hỏi Ngân Vậy là sao hả con Bố không hiểu Chìa khóa xe đâu Bố cho con mượn đi Đây Mà con mượn làm gì thế Bố chở hai chị em về nhà mình nhá Ngân giật cái chìa khóa xe từ tay của bố rồi nói Con sẽ đi lấy tiền về trả cho bố thịnh và chi còn chưa kịp phản ứng gì thì ngân đã chạy xuống dưới thịnh và chi chạy theo xuống nhưng không kịp ngân đã mở cửa xe và lái xe đi thịnh gọi không được anh hoang mang quá ngân nó đi đâu vậy con chi con biết chuyện gì đang diễn ra không hả con chi buồn bã chị ấy nói với con Hãy sẽ đi đòi lại tiền cho bố đấy bố ạ à. thịnh gắt lên sẽ lại trả tiền cho bố chứ tiền làm sao có thể quan trọng bằng mạng của các con được bây giờ chúng ta phải làm sao để ngăn chị con lại được đây Chi kể cho Thịnh nghe về kế hoạch của Ngân và quân Tòng Thịnh khá sốc nhưng anh vẫn cố bình tĩnh nói Thôi giờ đã lỡ rồi Chỉ mong Ngân bình an vô sự trở về thôi Bố lo quá Giờ chúng ta lại không có xe Làm sao có thể đi tìm chị con được chứ Tôi và cảnh sát tới nơi Thì thấy Thịnh và Chi đi bộ ra Thấy chúng tôi Thịnh vội vã nhờ cảnh sát đi tìm Ngân hộ anh Ô tô của Thịnh có định vị nên cảnh sát nhanh chóng tìm ra nơi Ngân đang ở và chúng tôi cùng cảnh sát lập tức đi tìm Ngân. Sự bồng bột của Ngân khiến chúng tôi vô cùng lo lắng. Tôi thấy rõ sự đau khổ và ân hận in hẳn trên mặt của Thịnh. Thật lòng tôi mong Ngân bình an trở về bởi tôi biết nếu Ngân có mệnh hệ gì khác Thịnh sẽ say sứt cả đời. Ngân đã tìm tới địa bàn của quân Tòng. Thưa đại ca, con nhỏ Ngân đó đang ở ngoài cổng. Nó muốn gặp đại ca Quân cao mẻ lại Bảo nó mọi chuyện xong rồi Ta không còn gì để nói với nó nữa Bảo nó về với bố nó đi Con này lì lắm anh ạ à. Em e là nếu anh không gặp nó thì nó không về đâu Rồi anh lại gặp rắc rối đấy Quân tổng điên tiết lên Đập tay xuống bàn Thôi được rồi bảo nó vào đây Vừa bước vào Cưng đã đòi tiền luôn Tôi yêu cầu anh trả 4 tỷ cho tôi đi Anh chỉ được cầm 1 tỷ thôi Chúng ta đã thỏa thuận như vậy rồi Tại sao anh lại lừa bố tôi thêm 4 tỷ nữa Quân Tổng khẽ cười. cười, Mày nghĩ tao trả lại cho mày sao Tao nói mày nghe rõ nhá Mau về với bố mày đi Tao mà điên lên là mày chết mất xác tại đây luôn đấy Ngân không hề sợ hãi Mặt nó lì lên Tôi không về đấy Nếu muốn tôi về anh phải trả tiền lại cho tôi Quân Tổng nghiến răng Mặt hắn biến sắc Mày thích chết rồi à Ngân gào lên Trả tiền đi cho tôi mau lên Quân tổng điên lên Hắn trợn mắt lên Con chó này Lập tức hai thằng đệ của hắn lao vào Tát ngân tới tấp luôn Một thằng ở ngoài chạy vào báo cáo Anh ơi cảnh sát tới cảnh sát tới Quân mới bảo hai tên kia dừng tay lại Thì mặt ngân cũng sưng vù lên Vì bật máu Cảnh sát ư Vâng đông lắm anh ạ à. Quân tòng mở Ngân kéo ra Lấy tiền nhét vào túi Đang định trốn ra cửa sau thì chúng tôi và cảnh sát ập vào. Thịnh đang định chạy lại chỗ Ngân thì Quân Tòng đã nhanh chân tóm Ngân làm con tin, hắn dí súng vào cổ Ngân đe dọa. Lùi lại hết, nếu không tôi sẽ bắn nó. Thịnh hốt hoảng lùi lại. Cậu hãy bình tĩnh lại đi, chúng ta cần thương lượng chuyện này. Cậu bỏ con gái tôi ra đi. Quân hét lên. Không bao giờ, tất cả lùi lại. Cảnh sát đã yêu cầu Quân Tòng bỏ vũ khí xuống để nhận sự khoan hồng của pháp luật. Thế nhưng hắn vẫn không bỏ Vẫn cứ dí súng đe dọa cảnh sát Các người nếu không lùi lại Tôi bắn chết nó ngay bây giờ đấy Lùi lại cho tôi Thịnh van xin Vâng vâng Chúng tôi sẽ lùi lại Cậu cứ bình tĩnh đã Bây giờ tôi phải làm thế nào Cậu mới thả con gái tôi ra Vốn dĩ ta không muốn thế này đâu Nhưng mà nó tìm đến tận đây Đe dọa tao mà Giờ mày hãy bảo cảnh sát tránh ra Để tao đi khỏi đây đi Còn không tao bắn chết nó tại đây đấy ngân vừa sợ vừa khóc nức nở nó càng ân hận hơn cuối cùng nó lại là người làm khổ bố nó bố nó thương nó nhiều như vậy mà nó lại không nhận ra dẫn đến kết cục như bây giờ nó nhìn bố nó khóc bố ơi con xin lỗi bố con xin lỗi thịnh động viên con con đừng khóc nữa con đừng sợ có bố ở đây rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi mà con tin bố nhé thịnh quay ra van xin cảnh sát tôi xin các anh các anh lùi lại nếu không con tôi sẽ gặp nguy hiểm mất. Các anh hãy làm theo lời nó đi. Cảnh sát cũng nhận thấy quân Tòng nói là làm. Nên để đảm bảo tính mạng cho Ngân. Họ đã lùi lại phía sau. Quân Tòng lôi Ngân đi ra ngoài cổng. Hắn luôn mồm đe dọa. Các người đứng im đó. Nếu mà đi theo tôi sẽ bắn chết nó đó. Quân Tòng định sẽ ra xe ô tô và chạy trốn. Và tất nhiên là hắn sẽ mang theo Ngân đi để làm con tin. Hắn tới mở cửa ô tô. Thì bất ngờ ngân cắn vào cổ tay của hắn và bỏ chạy về phía thịnh bố ơi thịnh lao ra phía con gái con ơi lập tức quân tòng xả súng và hai tiếng súng vang lên thịnh đã xoay người ôm lấy ngân và đỡ đạn cho ngân cảnh sát lập tức bắn hạ quân tòng tại chỗ thịnh gục xuống trước mặt của ngân nó ôm lấy bố gào khóc thảm thiết thịnh khẽ mở mắt nhìn ngân cười con đừng khóc bố không sao đâu tôi chứng kiến cảnh chồng mình bị bắn Tôi ngất luôn tại chỗ Chi và Ngân cứ gào khắp gọi bố Thịnh đã ngừng thở trên đường đi cấp cứu Anh đã mãi mãi ra đi Để lại Chi và Ngân Và cả tôi nữa Một người vợ tội nghiệp Cả đứa con còn chưa chào đời Đã mất bố vĩnh viễn Nỗi đau này ai thấu chứ Sau đám tang của chồng tôi Tôi gục ngã hoàn toàn Tôi bị ốm nặng phải nhập viện Mẹ đẻ tôi lên chăm tôi Ở nhà Chi và Ngân bắt đầu lộng hành Chi và Ngân đón bà ngoại tới nhà ở Mục đích để gây áp lực cho Huệ Huệ giờ bụng khá to rồi Hơn tháng nữa là tới ngày sinh Nặng nề mệt mỏi Lại một mình sống trong ngôi nhà đáng sợ Cùng những con người thâm hiểm Nên Huệ chán nản nó về quê sống Không bon chen với đời nữa Nó tới bệnh viện thăm tôi Mày ốm gì mà lâu thế Tao khỏe rồi Mấy hôm nữa là tao được về rồi Về tao lại nấu cơm cho mẹ con mày nhá Huệ lắc đầu Tao quyết định về quê rồi Tao sẽ không liên quan Dính dáng tới cái nhà đó, đó đâu Tao về quê sinh con Và sống cuộc sống bình yên thôi Mày quyết định chưa Dù gì thằng bé cũng là con của anh Thịnh mà Nó cũng được thừa kế tài sản của bố nó chứ Thôi Tao lệ mày đấy Tao sợ Tao mà cứ sống ở cái nhà đó Rồi con tao lại chết sớm ý Tao không cần tiền nữa Tao chỉ cần con tao khỏe mạnh thôi Nó đã quyết định như vậy rồi Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi đưa tiền cho nó để nó về quê, thế cũng tốt. Tôi sẽ về thăm mẹ con nó thường xuyên hơn. Đến ngày tôi ra viện, tôi gọi tài xế taxi đến đón thì chú tài xế không nghe máy, tôi gọi ngân cũng không được, nên tôi và mẹ tự bắt taxi về. Vừa về tới nhà, tôi thấy đồ đạc quần áo của tôi được gói lại cẩn thận để ở sân, mẹ tôi hỏi: "Chuyện gì thế con? Sao đồ của con lại để hết ngoài sân thế này?" Tôi cũng không hiểu tại sao nữa, tôi chỉ lắc đầu, tôi bước vào nhà thì gặp bà ngoại của Chi. Bà nhìn tôi một lượt từ đầu đến chân, bãi bĩu môi. Một đứa nhà quê tầm thường mà không biết thằng thịnh, tôi thích cô ở điểm nào nữa. Mẹ tôi nghe họ nói con gái mình như vậy thì tức lắm, nhưng mẹ tôi vẫn nhẫn nhịn. Bà mới sang chơi ạ? À? Đây là nhà của hai cháu tôi, chẳng lẽ tôi lại không được tới đây ư? Dạ ý của tôi không phải vậy đâu, sao bà lại nói như vậy ạ? À? tôi kéo tay mẹ vì tôi không muốn mẹ tôi đôi co với bà ấy lại lắm chuyện không hay tôi định đi lên phòng thì bà ấy bảo cô còn lên đó làm cái gì nữa quần áo đồ đạc của cô ấy dì lâm đã dọn ra đây rồi hai mẹ con cô mang đồ đạc rồi đi luôn đi tôi ngớ người ra ý của bà là gì vậy ạ à? bà ta cười nhạt thì giờ cô ly hôn rồi cô không về nhà của cô cô ở đây định ăn vạ tôi và mẹ vô cùng sốc trong thời gian tôi ốm nằm viện ở nhà Chi và Ngân đã hoàn tất thủ tục ly hôn Họ có tiền có quyền Nên họ đẩy tôi ra Không chút thương tiếc Trong khi Thịnh mới mất chưa được bao lâu Mẹ tôi vô cùng tức giận Bà gào vào Mỹ lên Thế nhưng lúc đó Chi và Ngân đã đi ra ngoài Bảo vệ lôi hai mẹ con tôi ra ngoài Và ném đồ đạc của tôi ra ngoài đường lăn lốc Họ có luật sư giỏi Nên họ có tiền có quyền Họ muốn làm gì chả được Tôi chính thức bị đá ra khỏi nhà đó Với 200 triệu tiền mặt Tôi quá đau đớn Tôi lại gục ngã một lần nữa Mẹ của tôi lại đưa tôi vào viện điều trị Lần này bệnh của tôi nặng hơn trước Và 200 triệu đó Cũng không đủ để chữa bệnh cho tôi Mẹ tôi phải bán thêm hai mảnh ruộng Để lấy tiền chữa bệnh cho tôi Lúc đầu tôi nghĩ lấy chồng giàu Để có nhiều tiền lo cho mẹ Nhưng bây giờ đây tôi mới thấm Và tôi đã làm khổ mẹ của tôi rất nhiều Mẹ suy nghĩ nhiều Và lo lắng cho tôi Khiến tóc của mẹ bạc thêm Người cũng gầy hơn rất nhiều Tôi tệ quá Sau khi nằm viện 2 tháng tôi đã khỏe lại Mẹ tôi đưa về quê sinh sống Huệ cũng sinh con rồi Thằng bé trộm vía yêu lắm Tôi sang thăm nó Mà không có tiền để mua đồ cho nó Vì tiền tôi đã chữa bệnh hết rồi Một năm sau Mọi chuyện đã nguôi ngoai Tôi đã hoàn toàn bình phục Tôi quyết định đi tìm việc làm để phụ giúp mẹ Một năm qua Mẹ tôi đã vất vả vì tôi lắm rồi Tôi hứa sẽ ở vậy cả đời Để chăm sóc cho mẹ nhưng nỗi đau kia cũng đã bớt đi phần nào Tôi sẽ làm lại cuộc đời Tôi sẽ sống thật tốt để mẹ tôi yên lòng Tôi nộp hồ sơ vào một công ty thử phẩm Cách quê tôi 10 cây Sáng đi làm rồi tối về với mẹ Vậy là quá ổn Ngày họ gọi tôi tới phỏng vấn 8 giờ sáng tôi có mặt ở công ty Có rất nhiều người cũng tới phỏng vấn Đến giờ nhân viên văn phòng gọi xong tôi vào Để chuẩn bị phỏng vấn Ai cũng hồi hộp bước vào Trông ai cũng vội vã không ai để ý một viên gạch đang nằm ở giữa lối ra vào ai cũng bước qua viên gạch đó có người còn dẫm cả chân lên để bước qua nữa tôi đi tới thấy vậy vội nhặt viên gạch lên mang ra ven đường để xuống cạnh cái thùng rác rồi tôi mới đi vào và tôi là người vào cuối cùng ngồi trong phòng chờ chị nhân viên thông báo là hôm nay Chính Tổng Giám Đốc sẽ tham gia để xem mọi người phỏng vấn Tôi cảm thấy hơi lo lắng Vì tôi chỉ học hết lớp 12 thôi không biết là có trúng tuyển không nữa Không biết là có trúng tuyển không nữa Mọi người lần lượt vào phỏng vấn Người đạt thì tươi cười Còn người trượt thì buồn bã Rồi cuối cùng chỉ còn một mình tôi Chả thấy họ hỏi tôi vào Làm tôi cứ tưởng tôi trượt rồi Nên tôi buồn bã Chị nhân viên mới ra hỏi Chị Hồng trúng tuyển rồi nhá Sáng mai chị có thể tới đây làm việc luôn không Tôi quá bất ngờ luôn Tôi ngơ ngơ ra Ơ thật ạ nhưng tôi chưa phỏng vấn mà Chị nhân viên cười Chị là người đặc biệt Chị được giám đốc tuyển thẳng vào rồi nhé chị Trời ơi tôi không thể tin nổi nữa Tôi được tổng giám đốc tuyển thẳng vào công ty làm sao Tôi cứ tưởng mình đang mơ Nhưng đó là sự thật Tôi vui mừng ra về Tôi dắt xe ra cổng Tôi thấy một người đàn ông lịch lãm chỉ hơn tôi vài tuổi Anh ta đang đứng ở cổng bảo vệ Nhìn tôi chăm chú Tôi ngại ngại quay mặt đi Tôi phóng xe đi rồi Chú bảo vệ mới hỏi anh ta Tổng giám đốc thích con bé áo trắng đó hả? Anh ta mỉm cười. Không phải đâu chú, cháu ấn tượng thôi. Mấy chục người đi qua, nhưng chỉ có cô ấy là có ý thức. Có lẽ cô ấy là một người rất tốt, có ích cho công ty chú ạ. À? Tôi vừa đi xe về và vừa hát. Tôi đã trúng tuyển rồi. Nhất định tôi sẽ cố gắng thật nhiều để kiếm tiền phụ giúp mẹ và thi thoảng còn sang thăm mẹ con kêu huệ nữa. Nhất định tôi sẽ làm được. Hôm nay là một ngày tuyệt vời. Hồng ơi, cố lên! các bạn khán thính giả thân mến các bạn vừa nghe xong bộ chuyện rất hay và hấp dẫn thu huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh like chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé cảm ơn các bạn